Kính thưa quý vị và quý bà con, thì với cái đặc tính của thuốc bảo vệ thực vật thì nó sẽ có rất là nhiều. Tuy nhiên thì những cái loại thuốc mà chúng ta đang sử dụng phổ biến hiện nay thì chúng ta sẽ có nghe nhắc đến những cái từ như là lưu dẫn nè, nội hấp, vị độc, tiếp xúc và xông hơi. Thì đây là những cái đặc tính của thuốc bảo vệ thực vật mà chúng ta ghi nhận nhiều nhất. Về cái hiệu lực thì chúng ta sẽ có ghi nhận hai cái chính, đó là hiệu lực dài, có nghĩa là có một cái thời gian tác động lâu dài, khoảng từ 2 đến 3 tuần thì chúng ta gọi là hiệu lực kéo dài. Còn một cái hiệu lực ngắn, chỉ trong vòng khoảng từng vài ngày cho đến một tuần thôi, thì chúng ta gọi là hiệu lực ngắn. Thì với cái đặc tính của thuốc bảo vệ thực vật thì nó luôn gắn một cái đặc tính nổi trội nào đó kết hợp với một cái hiệu lực, một trong hai hiệu lực này đó. Thì như vậy thì khi mà chúng ta phối thuốc bảo vệ thực vật thì làm sao chúng ta dung hòa được giữa những cái đặc tính này kết hợp với cái ưu điểm của đặc tính khác, và cái hiệu lực trong đó thì bao gồm những cái hiệu lực nào, để khi mà chúng ta quản lý cái dịch hại trên cái cây trồng của mình, nó sẽ mang lại một cái hiệu quả tốt nhất trên cơ sở phối hợp những cái đặc tính và hiệu lực lại với nhau. Thì chúng ta sẽ đi tìm hiểu những cái cơ bản nhất trong cái video ngày hôm nay. Kính thưa bà con, thì về cơ bản thường là những cái loại thuốc mà có cái đặc tính lưu dẫn, nội hấp và một số hoạt chất có đặc tính vị độc thì nó sẽ có một cái hiệu lực kéo dài. Hiệu lực kéo dài thì chúng ta đã nhắc là nó khoảng từ 2 cho đến 3 tuần. Cái việc này đương nhiên nó sẽ tùy theo cái liều lượng bà con chúng ta sử dụng, cái điều kiện ngoại cảnh tác động đến sau khi mà chúng ta đã phun xịt cái thuốc lên trên cây trồng của mình, và một số yếu tố khác nữa thì nó sẽ làm cho cái hiệu lực này có thể giữ được hoặc là có thể bị ngắn lại tùy theo cái điều kiện tác động đó. Như vậy thì chúng ta sẽ hiểu lưu dẫn là gì. Lưu dẫn đây là một cái khả năng mà sau khi chúng ta phun thuốc thì thuốc nó sẽ được chuyển từ những cái vị trí này đến những cái vị trí khác, nghĩa là vị trí nhận được thuốc có thể chuyển thuốc từ vị trí đó đến một cái vị trí mà không có thuốc. Đương nhiên thì trên cơ sở là nó sẽ lưu dẫn theo chiều hướng lên và chiều hướng xuống. Chiều hướng lên có nghĩa là khi bà con mình tưới ở vùng rễ hoặc là chúng ta phun ở thân thì nó sẽ vận chuyển cái thuốc này lên trên cành, lên trên lá, thì chúng ta gọi là chiều hướng lên. Thì cái chiều này là một cái chiều chính. Chiều hướng xuống là cũng sẽ có những loại thuốc có khả năng lưu dẫn theo chiều hướng xuống, có nghĩa là khi bà con chúng ta phun trên lá thì thuốc nó sẽ vận chuyển từ trên bề mặt lá kéo xuống thân và nó đi xuống vùng rễ. Thì cái việc này thì cũng có nhưng mà ít hơn. Chủ yếu cái lưu dẫn hiện nay là theo một cái chiều hướng lên, có nghĩa là khi bà con mình phun lên thân lá thì nó sẽ dẫn đến cái vị trí đọt non và những cái lá non ở cái vị trí xa nhất của cái cây, thì đó gọi là cái khả năng lưu dẫn, là chuyển từ vị trí này đến vị trí khác. Như vậy thì sau này khi bà con mình sử dụng một cái loại thuốc lưu dẫn nào đó thì mình sẽ hiểu, à nếu như mình phun có sót một vài vị trí nào đó thì thuốc nó cũng sẽ có khả năng lưu dẫn đến những cái chỗ đó. Rồi, nội hấp thì thường là chúng ta sẽ gặp trong một số loại thuốc bệnh, đặc biệt với kháng sinh. Thì nội hấp có nghĩa là cái khả năng hấp thu thuốc vào bên trong, có nghĩa là khi mà con mình phun thuốc nó bám bên ngoài bề mặt lá, cành thì nó sẽ hấp thu cái thuốc đó đi vào bên trong cơ thể của cây trồng, và nó cũng có thể chuyển đổi vị trí từ một cái vị trí này đến một cái vị trí khác, nhưng lúc này cái quãng đường nó sẽ ngắn lại và thông thường thì nó chỉ di chuyển theo chiều hướng lên, có nghĩa là bà con mình phun ở thân cành thì có thể là nó sẽ di chuyển đến những cái lá gần nhất đó thôi, chứ nó không có khả năng đi một cái quãng đường xa hơn giống như những cái loại thuốc lưu dẫn. Thì đây là một cái đặc tính gần như gọi là tương tự nhưng mà nó sẽ có một cái tên gọi khác, đó là nội hấp, có nghĩa là nó sẽ hấp thu vào tại cái vị trí đó là tốt nhất, và đồng thời nó cũng sẽ có di chuyển nhưng mà cái di chuyển của nó ngắn hơn và nó sẽ di chuyển theo chiều hướng lên, nó sẽ ít hơn so với cái lưu dẫn. Rồi, thứ ba đó là cái đặc tính vị độc. Vị độc thì đây là chúng ta đang nói tới những cái thuốc mà quản lý côn trùng, quản lý nhện. Có nghĩa là vị độc là khả năng gây độc qua đường tiêu hóa, nghĩa là côn trùng và nhện buộc phải ăn ăn vào những cái vị trí của cây trồng đã có thuốc trước đó, thì sau đó nó sẽ bị tới một cái ngưỡng gây chết, thì côn trùng và nhện nó sẽ bị chết đi, thì chúng ta gọi cái đặc tính này gọi là đặc tính vị độc. Thì với những cái nhóm như lưu dẫn, nội hấp và vị độc thì thường chúng sẽ có những cái hiệu lực kéo dài, và thường thì bà con sẽ thấy là với những cái thuốc mà chứa những cái hoạt chất lưu dẫn, nội hấp hoặc là vị độc mà có hiệu lực kéo dài thường thì giá thành nó sẽ cao đó. Thì đây là một số cái để mà chúng ta quan sát trên cái thuốc mà mình mua. Thường thì với một số loại thuốc thì nó sẽ có một cái hiệu lực ngắn và thường nó sẽ có cái tính tiếp xúc và xông hơi. Thì hiệu lực ngắn ở đây là chúng ta đã nhắc đến là khoảng từ 5 7 ngày, thậm chí là 3 4 ngày cũng có cái gì. Thì hiệu lực này nó ngắn là do cái đặc tính của cái thuốc đó, nó chỉ tác động trong một khoảng thời gian đó rồi sau đó nó sẽ bị giảm đi cái hiệu lực,
thì hiệu lực nó không còn đủ để tiêu diệt côn trùng nữa, không còn để tốt để quản lý bệnh nữa, thì chúng ta gọi là cái hiệu lực ngắn. Như vậy thì cái đặc tính của nó thường sẽ là đặc tính tiếp xúc. Tiếp xúc có nghĩa là sau khi thuốc mà bà con mình phun trực tiếp lên trên cây trồng của mình thì cái thuốc này nó phải bám vào đúng cái vị trí mà nấm bệnh đang gây hại thì nó mới có khả năng tiêu diệt được cái nấm bệnh đó. Hoặc khi bà con mình phun trên cái đối tượng sâu gầy nhện thì cái thuốc này nó phải tiếp xúc trực tiếp vào cơ thể của sâu gầy và nhện thì nó mới có khả năng gây chết cao, thì người ta gọi đó là khả năng đặc tính tiếp xúc. Như vậy thì đây thì cái loại này thì bà con sẽ thấy nó sẽ có một cái khuyết điểm là nó chỉ tiếp xúc phía bên ngoài, và nếu như nó không phun trúng cái đối tượng côn trùng thì côn trùng sẽ không chết, và cái hiệu lực này nó sẽ bị giảm do cái điều kiện ngoại cảnh tác động, bởi vì nó không có đi vào bên trong cơ thể của cây trồng. Thì bên ngoài thì nó sẽ bị tác động bởi ánh nắng mặt trời chẳng hạn, hoặc là những một số loài cái vi sinh vật khác nó có thể phân hủy đi cái hoạt chất thuốc bảo vệ thực vật, thì hiệu lực nó vô tình nó sẽ bị ngắn lại, nó là như thế. Rồi một cái đặc tính nữa thường thì mà con sẽ thấy là một số cái thuốc bảo vệ thực vật mà quản lý côn trùng thì chúng ta nghe một cái mùi nó rất là nặng, thậm chí bản thân mình mà mình ngửi một cái lượng lớn cũng có khả năng gây ảnh hưởng đến cái hệ hô hấp và cái hệ thần kinh của mình. Thì thường đó là những cái hoạt chất có cái đặc tính xông hơi, cái mục đích của nó là sẽ tạo ra một cái mùi khó chịu và gây ảnh hưởng lên cái hệ hô hấp của côn trùng hoặc là nhện. Thì đây là một cái đặc tính bổ trợ, thì lúc đó có thể là nó sẽ không có gây chết trực tiếp cho côn trùng, nhưng mà nó sẽ kết hợp với những đặc tính khác, ví dụ như tiếp xúc hoặc là bị động, thì nó sẽ làm cho côn trùng chết đi nhanh hơn. Đó thì đây là một thêm một cái đặc tính nữa để cho bà con chúng ta ghi nhận. Và thường thì những cái loại thuốc mà có đặc tính tiếp xúc hoặc là xông hơi thì cái mùi này nó cũng sẽ giảm đi sau khi mình phun khoảng vài ngày. Thì đó thì chúng ta gọi là những loại thuốc thường nó sẽ có một cái hiệu lực ngắn là như thế. Rồi kính thưa bà con thì chúng ta sẽ đi cụ thể hơn cho hai nhóm, có nghĩa là chúng ta sẽ nói tới những nhóm thuốc mà quản lý chuyên cho nhóm côn trùng hoặc là nhện. Thì chúng ta sẽ thấy là trong một loại thuốc, một hoạt chất thì nhà sản xuất họ sẽ có những cái thông tin cho quý vị như là thuốc này có đặc tính lưu dẫn, tiếp xúc và vị độc mạnh chẳng hạn đó. Thì một loại thuốc thì nó sẽ có nhiều đặc tính, nhưng mà trong đó cái đặc tính nào là cái đặc tính quan trọng nhất, ví dụ như lưu dẫn thì nó sẽ đi kèm với cái khả năng vị độc, bởi vì lưu dẫn là nó đã đi vào bên trong cơ thể của cây trồng rồi, nó chuyển đến những cái vị trí non yếu, những cái vị trí mà côn trùng nó có thể gây hại được, thì sau đó côn trùng nó tấn công vào thì nó sẽ bị vị độc bởi cái khả năng vị độc này của cái thuốc bảo vệ thực vật đó. Đương nhiên đồng thời thì nó cũng có tiếp xúc, nhưng có thể là cái tính tiếp xúc này nó không đủ mạnh để tiêu diệt côn trùng ngay lập tức, mà nó cần thêm khả năng vị độc nữa để kết hợp, và sau một khoảng thời gian thì côn trùng mới có thể bị chết. Rồi nhóm thứ hai là chúng ta sẽ thấy là trong một sản phẩm, một cái hoạt chất thuốc bảo vệ thực vật nào đó thì nó sẽ có một cái tính gọi là tiếp xúc, vị độc và xông hơi mạnh, hạ gục nhanh chẳng hạn. Đó là có nghĩa là gì? Khi mà tiếp xúc vào côn trùng là có khả năng gây chết ngay, hoặc là nó sẽ quỵ độc rất là mạnh, nghĩa là côn trùng ăn với một cái lượng rất ít thôi thì nó có thể là bị chết ngay lập tức, có thể là chết nhanh. Ở đây chúng ta đang nói có thể là phun sau 1-2 giờ thì chúng ta có thấy thấy côn trùng chết, thì đó gọi là khả năng hạ gục nhanh là như thế. Còn với những cái loại thuốc lưu dẫn thì thường chúng ta sẽ không thấy côn trùng nó sẽ chết ngay lập tức sau vài giờ phun hoặc là trong 24 giờ, mà nó có thể là qua 2-3 ngày sau thì côn trùng nó bị chết. Cho nên thì mỗi một loại thuốc nó sẽ có một cái ưu điểm và một cái khuyết điểm riêng, nhưng khi mà trong cái điều kiện cần dập dịch thì chúng ta sẽ có những cách phối hợp. Đó là lý do tại sao mà chúng ta tìm hiểu kỹ trong cái video ngày hôm nay. Kính thưa quý vị và quý bà con, thường những cái loại thuốc mà lưu dẫn, vị độc, tiếp xúc thì chúng ta sẽ thấy là cái hiệu lực nó sẽ chậm nhưng mà nó sẽ kéo dài, có nghĩa là cái thời gian quản lý cái đối tượng dịch hại đó nó có thể kéo dài từ 2 cho đến 3 tuần. Thì như vậy thì nếu như chúng ta phun sớm thì vẫn có khả năng quản lý dịch hại tốt, và cái số lần phun của mình nó sẽ bị ít lại, giảm lại, thì nó sẽ giúp cho mình là đỡ tốn công lao động hơn, thay vì với những loại thuốc khác chúng ta có thể phun lặp lại khoảng 1 tuần 1 lần. Nhưng mà nếu mà chúng ta chọn lưu dẫn, chúng ta phun sớm, chúng ta quản lý dịch hại tốt thì có thể khoảng 2 tuần cho đến hơn 2 tuần thì chúng ta mới phun lại một lần. Thì đó là những cái đặc tính về mặt lý thuyết mà khi mà chúng ta chọn những cái loại thuốc lưu dẫn thì chúng ta đang mong muốn cho cái điều kiện này. Rồi ngược lại thì với những cái loại thuốc tiếp xúc thì thường là chúng ta muốn nó có hiệu lực nhanh, bởi vì lúc này là cái dịch hại nó đang gây hại rất là nặng rồi đó, thì chúng ta cần dập dịch ngay lập tức, muốn tiêu diệt côn trùng ngay để cái khả năng ảnh hưởng cây trồng là thấp nhất, thì buộc chúng ta phải chọn những gốc thuốc tiếp xúc. Nhưng tiếp xúc thì chúng ta phải phun làm sao cho phải trúng cái côn trùng, trúng con nhện
thì nó mới chết được. Và đương nhiên do cái hiệu lực của nó ngắn, nó chỉ có hiệu lực trong vài ngày thôi, thì chúng ta phải phun lặp lại sau đó. Nếu như sau 3-4 ngày mà chúng ta thấy cái hiệu quả nó chưa cao thì buộc là khi mà chúng ta phun thuốc tiếp xúc thì mình buộc phải phun lại lần hai. Và thường thì những cái loại thuốc tiếp xúc vị độc và hạ gục nhanh thì thường nó sẽ có cái tính kháng hình thành nhanh hơn so với những cái loại thuốc vô giận. Thì đây cũng là một cái đặc tính mà bà con chúng ta nên tìm hiểu kỹ và chúng ta lựa chọn cái thuốc phù hợp. Rồi, kính thưa bà con, thì trong cái thực tế về sản xuất của mình thì bà con cũng sẽ thấy là chúng ta sẽ có sự kết hợp của thuốc lưu dẫn và thuốc tiếp xúc lại khi áp lực dịch hại cao. Bởi vì chúng ta hiểu được ưu điểm của lưu dẫn là gì, khuyết điểm của lưu dẫn là gì. Chúng ta hiểu được ưu điểm của tiếp xúc là gì và khuyết điểm của tiếp xúc là gì, thì chúng ta phối lại thì chúng ta sẽ tận dụng được thế mạnh của hai loại này. Và chúng ta sẽ che lấp đi được cái khuyết điểm của chúng. Như vậy thì với cái hiệu lực bổ trợ lẫn nhau, khi mà chúng ta cộng lưu dẫn và tiếp xúc lại thì chúng ta sẽ quản lý dịch hại hiệu quả hơn, và nó sẽ giúp cho cây trồng của mình thoát ra khỏi cái sự tấn công của cái dịch hại đó nhanh nhất, tốt nhất và sẽ có một cái hiệu lực kéo dài nhất. Đó là cái tác dụng mà chúng ta mong muốn. Thì chúng ta sẽ có một cái ví dụ cụ thể trên cái bộ sản phẩm của Mekomagi để cho bà con mình dễ hiểu nha. Ví dụ như chúng ta đang muốn quản lý nhóm côn trùng hoặc là nhện, thì ở đây chúng ta đang nói tới đối tượng nhện đi, thì chúng ta sẽ chọn một cái hoạt chất lưu dẫn trong cái điều kiện áp lực cao, giống như cái mùa nắng mà bà con chúng ta đang trải qua cho cây trồng của mình ở thời điểm hiện tại. Thì chúng ta chọn Bigodiclofen chẳng hạn, thì đây là một cái hoạt chất chuyên về lưu dẫn, thì nó sẽ quản lý trên cái nhóm ấu trùng, những cái con mà còn có khả năng tấn công tốt, thì để tận dụng cái khả năng vị độc sau khi cái thuốc nó được lưu dẫn ở trong cây trồng của mình đó. Thì đây là cái tác dụng mà chúng ta đã hiểu rồi. Nhưng mà do lúc này nhện nó nhiều quá, con trưởng thành nhiều quá, mấy cái con trưởng thành này thì với cái đợi cái liều lượng vị độc lên đủ để giết nó thì nó tấn công trắng cây trồng mình hết rồi đó. Thì như vậy thì chúng ta cần thêm một cái thuốc tiếp xúc để cái khả năng hạ gục nhanh hơn đó. Thì chúng ta có thể chọn thêm cái emamectin cộng machin chẳng hạn, thì chúng ta chọn cái sản phẩm emamk, chúng ta kết hợp vô. Thì lúc này gì, chúng ta biết rằng cái khả năng lưu dẫn kéo dài của bigodiclofen nó có thể quản lý được khoảng hơn 1 tuần đến 2 tuần chẳng hạn, nhưng nó thiếu một cái là nó không có cái gì để hạ gục nhanh cái đối tượng côn trùng lúc này đó, không có khả năng tiêu diệt nhện lúc này. Thì chúng ta cộng thêm một cái thuốc tiếp xúc để làm chi, chúng ta lấy cái ưu điểm của tiếp xúc là nó sẽ đánh trên cái đối tượng đó là những cái con thành trùng lớn đó, thì chúng ta tận dụng khả năng đó. Còn cái nhiệm vụ kéo dài tiêu diệt côn trùng ở thời gian sau, tiêu diệt nhện ở thời gian sau, đó là nhiệm vụ của bigodiclofen. Thì lúc này chúng ta đang tận dụng cái lợi thế của một hoạt chất lưu dẫn và chúng ta tận dụng cái khả năng tiếp xúc của những hoạt chất tiếp xúc kết hợp lại với nhau, thì nó sẽ cho một cái hiệu quả tốt hơn trên một lần mà chúng ta quản lý để mình tiện công lao động và chúng ta bảo vệ cây trồng của mình tốt hơn. Thì đó là cái cách mà chúng ta tận dụng cái lợi thế của lưu dẫn và tiếp xúc là như thế. Rồi, kính thưa bà con, thì chúng ta sẽ đi đến một cái nhóm nữa, đó là cái trên quản lý bệnh thì sao. Bởi vì côn trùng thì chúng ta cũng cộng như thế, thì trên bệnh nó cũng sẽ có một cái nguyên lý tương tự như thế quý vị. Chúng ta cũng sẽ có những cái loại thuốc có đặc tính lưu dẫn hoặc là nội hấp, nhưng mà nó cũng có tiếp xúc. Nó tiếp xúc nhưng mà do nó lưu dẫn vào bên trong và nó kéo đi đến những cái vị trí khác nữa, thì cái khả năng tiếp xúc của nó đôi khi nó sẽ không mạnh bằng những cái loại thuốc chuyên về tiếp xúc. Có nghĩa là đây là tiếp xúc thì nó sẽ có một cái nồng độ cao và hoạt chất nó sẽ ở tại vị trí đó để nó tác động đúng cái vị trí đó thôi, thì cái nồng độ nó có thể lớn và nó đủ khả năng để tiêu diệt một cái nhóm nấm bệnh nào đó ở tại vị trí. Thì lúc này chúng ta vẫn sẽ giống như những cái loại thuốc quản lý côn trùng, chúng ta cũng sẽ tận dụng cái hiệu lực kéo dài, tuy là nó chậm nhưng mà nó hiệu lực kéo dài của cái thuốc lưu dẫn. Chúng ta vẫn có thể phun sớm để quản lý bệnh tốt hơn và ít số lần phun. Trên cơ sở đó, với loại thuốc tiếp xúc cũng vậy, khi mà nấm bệnh đã nhiều rồi, chúng ta muốn hiệu lực nhanh, thấy rõ, vết bệnh khô nhanh, thì chúng ta phải chọn thuốc tiếp xúc. Nhưng chúng ta hiểu là hiệu lực nó ngắn, nó cần để dập dịch ngay lúc này, nhưng mà số lần phun phải nhiều, bởi vì cái thời gian quản lý nấm bệnh của nó ngắn lại đó. Vì vậy thì cũng sẽ tương tự, trong điều kiện áp lực dịch hại cao, chúng ta cũng sẽ quản lý bằng thuốc bệnh lưu dẫn hoặc nội hấp kết hợp với thuốc quản lý nấm bệnh ở dạng tiếp xúc, thì chúng ta cũng sẽ tận dụng được thế mạnh của hai loại nhóm hoạt chất này. Lưu dẫn nó sẽ giải quyết câu chuyện bên trong. Ví dụ như bà con chúng ta biết là với nấm bệnh nó tấn công lên cây trồng thì nó sẽ châm cái vòi nó vào bên trong, có nghĩa là chúng ta hiểu nôm na là một cái ghế đi, thì thuốc lưu dẫn nó sẽ giải quyết cái vùng gốc, vùng ghế này.
Còn cái thuốc tiếp xúc thì nó sẽ tấn công trên cái vị trí thân hoặc là vị trí ngọn nằm ở phía bên ngoài. Đó thì giống như là chúng ta đang nói tới một cái khả năng là nội công ngoại kích, thì lúc này kết hợp giữa lưu dẫn và tiếp xúc nó sẽ cho một cái khả năng quản lý nấm bệnh cao hơn. Và trong điều kiện thực tế thì rõ ràng bà con mình đã thấy cái việc này rất là nhiều, thậm chí là trên một số loại thuốc thì người ta đã cộng sẵn cho bà con mình luôn, đó là người ta sẽ lấy một cái hoạt chất lưu dẫn người ta cộng với một cái hoạt chất tiếp xúc sẵn cho mình luôn đó. Còn nếu như mà mình hiểu rõ được cái nguyên tắc này thì tự động chúng ta áp dụng thì đôi khi cái chi phí nó sẽ thấp hơn đó. Đó là cái cách mà chúng ta tìm hiểu về thuốc bôi giờ thực vật. Rồi thì ở đây chúng tôi sẽ có một cái ví dụ trên cái sản phẩm của Mekomagi để bà con mình thấy rõ. Ví dụ như chúng ta đang chọn quản lý nấm bệnh nhưng mà chúng ta muốn chọn một cái hoạt chất lưu dẫn thì chúng ta chọn hexaconazole chẳng hạn. Đây là một cái hoạt chất rất là phổ biến, rẻ tiền, có hiệu lực kéo dài, thậm chí là thấm sâu và phun trong mùa mưa thì cũng không sợ rửa trôi. Đó, thì chúng ta chọn hexaconazole thì chúng ta biết được cái ưu điểm lưu dẫn của nó. Nhưng bây giờ nấm bệnh đang có, nếu mà mình phun hexa không thì nó chưa đủ để hexa nó đi vào bên trong. Cái nồng độ tiếp xúc của nó ở bên ngoài nó chỉ trong một khoảng thời gian ngắn là nó đi vào bên trong hết rồi. Thì chúng ta sẽ cần một cái nồng độ tiếp xúc phía bên ngoài thì chúng ta chọn manco. Bởi vì manco nó chỉ bám bên ngoài thôi, nó không có khả năng lưu dẫn vào bên trong. Thì nó là một cái hoạt chất mạnh về tiếp xúc và cái liều lượng khuyến cáo sử dụng khá là cao mà vẫn an toàn cho cây trồng. Chúng ta có thể tăng liều nó cũng được. Đó, ví dụ vậy. Thì lúc đó chúng ta chọn lưu dẫn bằng hexaconazole, chúng ta chọn tiếp xúc bằng mancozeb và chúng ta phối hai cái thuốc này lại với nhau trên một lần phun, thì nhiệm vụ lúc đó của hexa sẽ đi vào bên trong tiêu diệt cái gốc rễ bên trong và cái tiếp xúc bên ngoài là của manco để tiêu diệt thân và ngọn của nấm. Đó là cái cách mà chúng ta hiểu và chúng ta kết hợp hoạt chất để quản lý cùng một đối tượng bằng hai hoạt chất lưu dẫn và tiếp xúc kết hợp. Rồi kính thưa bà con, như vậy thì trong cái trường hợp bây giờ chúng ta đã sử dụng thuốc côn trùng riêng, thuốc quản lý bệnh riêng, nhưng mà mình trong cái thực tế của mình thì thường thì mình sẽ cộng thuốc sâu và thuốc bệnh lại với nhau. Thì lúc này chúng ta sẽ phối thuốc côn trùng hoặc là thuốc quản lý nhện cộng với thuốc bệnh. Thì như vậy thì chúng ta có phải phối giống như vậy hay không? Có phải phối là giống lưu dẫn cộng với tiếp xúc hay không? Thì chúng ta sẽ xem xét những số trường hợp sau. Đầu tiên chúng ta phải nắm rõ là việc mà mình cộng cái thuốc bệnh và thuốc sâu lại với nhau chi để nó tiện công lao động. Và thuốc sâu thì nó tác động trên sâu, thuốc nhện nó tác động trên nhện và thuốc bệnh nó tác động trên bệnh. Do đó nó không có tác động bổ trợ trực tiếp cho nhau khi mà mình cộng cùng. Đúng không? Cái này là về quản lý của mỗi loại là nó quản lý trên mỗi đối tượng khác nhau. Như vậy thì nó sẽ không thể nào bổ trợ trực tiếp cho nhau trong cái việc mà nó cộng cùng. Có nghĩa là thuốc sâu cộng thuốc bệnh thì nó sẽ không làm cho khả năng quản lý bệnh tốt hơn. Thuốc sâu cộng thuốc bệnh không làm cho khả năng quản lý sâu tốt hơn, nhưng có thể cộng cùng để chúng ta tiện công lao động mà thôi. Và nhớ, khi chúng ta cộng những cái loại thuốc ở những nhóm khác nhau thì không được vi phạm vào nguyên tắc những chất kỵ nhau. Đó thì nó sẽ làm hư cái dung dịch đó hoặc thậm chí có thể gây ngộ độc cây trồng. Thì về nguyên tắc kỵ nhau thì bà con mình có thể xem lại một cái video trên kênh mà chúng tôi đã phát hành khá là lâu rồi và cho cái thông tin này. Rồi, khi đó thì chúng ta sẽ lựa chọn thuốc theo cái áp lực của dịch hại, nghĩa là dịch hại nào cao thì chúng ta có thể cộng hai loại thuốc để quản lý dịch hại đó. Ví dụ như sâu nặng thì chúng ta cộng hai loại thuốc sâu rồi chúng ta cộng thêm thuốc bệnh để chúng ta quản lý phổ rộng. Rồi còn nếu như bệnh nặng chúng ta có thể cộng hai loại thuốc bệnh rồi sau đó chúng ta cộng thêm một loại thuốc sâu để quản lý phổ rộng trên sâu. Đó đó là nguyên tắc để chúng ta chọn. Thì vậy thì chúng ta sẽ đưa ra một số ví dụ như sau. Chúng ta sẽ có trường hợp là khi áp lực tất cả đều thấp hết, có nghĩa là sâu gầy nhện đều thấp và bệnh cũng thấp luôn, mà chúng ta sẽ có xu hướng là chúng ta phun phòng và cái áp lực sâu hại lúc này nó chưa cao thì chúng ta chỉ cần một loại thuốc phổ rộng thôi. Thì lúc này bà con mình chỉ cần lấy hai loại thuốc tiếp xúc mình cộng lại với nhau, nghĩa là chúng ta lấy một loại thuốc tiếp xúc đơn giản trên sâu gầy nhện chúng ta phun và chúng ta cộng với một loại thuốc tiếp xúc trên bệnh, chúng ta phối hai này lại chúng ta phun và chúng ta giữ liều bình thường ha. Về video trước thì mình đã xem về liều lượng rồi ha, thì ứng dụng cái video về liều lượng luôn để chúng ta làm cho cái việc này đó. Rồi như vậy thì ví dụ như với bài của Mekomagi thì chúng ta thấy sâu nhện này chúng ta chọn nên gofenofoss thôi, nó đây là thuốc tiếp xúc phổ rộng cho hai đối tượng này. Rồi thuốc bệnh chúng ta chọn manco thôi cho rẻ tiền. Rồi áp lực không cao thì chúng ta cộng gofenofoss với mancozeb lại là chúng ta sẽ quản lý từ sâu nhện cho đến bệnh luôn đó. Thì đây là cái cách mà chúng ta phối khi áp lực thấp. Rồi ngoài ra nếu như cũng là áp lực thấp nhưng mà bà con mình nói là tôi không có công lao động, tôi muốn chọn thuốc lưu dẫn để hiệu lực 2-3 tuần
đó cho nó khỏe. Rồi ok, thì chúng ta sẽ chọn một loại thuốc lưu dẫn quản lý trên nhóm côn trùng hoặc nhện, rồi chúng ta cộng với một loại thuốc lưu dẫn quản lý trên bệnh, chúng ta phối lại ha. Mỗi thằng nó có một nhiệm vụ riêng nhưng mà cả hai đều có một cái hiệu lực kéo dài để chúng ta giảm số lần phun, thì chúng ta hoàn toàn có thể kết hợp lưu dẫn cộng với lưu dẫn và cho những nhóm khác nhau. Rồi một cái ví dụ như là chúng ta muốn quản lý lưu dẫn trên nhện, bây giờ nhện ít nhưng mà chúng ta biết à này vô mùa nắng nóng rồi đó, thì chúng ta chọn pyridoxine chúng ta phun sớm. Rồi bên này cũng có bệnh nhưng mà áp lực thấp quá nhưng mà thôi chọn thuốc lưu dẫn luôn để nó tiện công, thì chúng ta có thể chọn metalaxin chẳng hạn. Thì lúc này chúng ta lấy pyridoxine chúng ta cộng với metalaxin thì chúng ta sẽ quản lý lưu dẫn chung cho cả nhện và bệnh. Và đương nhiên mỗi một thằng nó sẽ có một cái nhiệm vụ riêng và nó sẽ không thể nào tác động hỗ trợ trực tiếp cho nhau trong cái quá trình này về mặt lý thuyết nha quý vị. Thuốc nhện thì nó sẽ chỉ quản lý nhện và nó không có tác động gì trên bệnh cả, và thuốc quản lý lưu dẫn trên bệnh thì nhiệm vụ nó là chỉ quản lý nấm bệnh chứ nó không có tác động gì trên cái đối tượng nhện kia cả đó. Nhưng mà chúng ta sẽ cộng với nhau để nó tiện công và cả hai đều có cái khả năng và hiệu lực kéo dài, thì sau đó chúng ta lặp lại trong một khoảng thời gian rất là xa, có nghĩa là khoảng 10 mười mấy ngày hơn, thậm chí là 20 ngày thì mình mới phun lặp lại thêm một lần nữa tùy theo cái áp lực dịch hại. Rồi một trường hợp thứ ba, ví dụ như lúc này là cái đối tượng côn trùng và nhện thì áp lực nó thấp nhưng mà bệnh thì áp lực lại cao, thì lúc này chúng ta muốn là gì, chúng ta chỉ cần một loại thuốc tiếp xúc cho cái đối tượng côn trùng và nhện thôi, nhưng mà bây giờ bệnh áp lực cao thì chúng ta buộc phải cộng lưu dẫn và tiếp xúc lại với nhau. Thì lúc này chúng ta sẽ chọn một loại thuốc tiếp xúc trên sâu nhện và chúng ta cộng hai loại thuốc lưu dẫn và tiếp xúc trên bệnh, có nghĩa là lúc này bệnh sẽ có hai sản phẩm và cái thuốc quản lý côn trùng chỉ có một sản phẩm đó thôi đó. Thì với Mekomagi thì bà con ví dụ như chúng ta có thể phối chúng ta chọn phổ rộng tiếp xúc sâu nhện thì chúng ta chọn emamectin cộng margin, chúng ta chọn một mình ema thôi, một sản phẩm. Rồi thuốc lưu dẫn thì chúng ta chọn những hoạt chất lưu dẫn ví dụ như là metalaxin đó, thuốc tiếp xúc ví dụ như chúng ta chọn mancon ví dụ vậy. Rồi chúng ta sẽ phối một loại thuốc lưu dẫn cộng một loại thuốc quản lý tiếp xúc trên bệnh đó, bởi vì bệnh áp lực cao mà chúng ta cộng hai loại đó, thì nhiệm vụ của hai ông này cộng lại là hai ông này sẽ bổ trợ cho nhau trong cái việc quản lý bệnh, nhưng đồng thời chúng ta cũng muốn quản lý phổ rộng trên sâu thì chúng ta cộng thêm sâu, thì lúc này nhiệm vụ của cái ông thuốc sâu này đi vào là ông sẽ quản lý cái nhóm sâu gây nhện trên cái cây trồng đó và nó sẽ không có bổ trợ gì cho bên đây cả. Nhưng mà hai loại thuốc bệnh bên đây thì một cái lưu dẫn và một tiếp xúc thì nó sẽ có bổ trợ cho nhau trong cái quá trình quản lý cái bệnh đó. Nhưng ở đây bà con mình lưu ý đặc tính của cái hoạt chất nào thì nó sẽ hoạt động theo đặc tính đó chứ nó không thể nào lôi kéo, có nghĩa là tuy là metalaxin lưu dẫn nhưng nó không thể nào kéo manco đi lưu dẫn cùng với nó à, bởi vì kích thước hạt và cái áp lực khi mà phun lên cái cây trồng nó sẽ khác nhau và nó không thể nào kéo cái hoạt chất khác đi cùng bởi vì đặc tính nó khác nhau. Còn manco đây là một cái hoạt chất mà nó sẽ bám ở bên ngoài cho đó, nó không thể nào nó giữ cái metalaxin ở ngoài đó với nó ha, nhưng mà trên cơ sở mà khi mà nó kết hợp với nhau rồi thì có thể là nó sẽ kéo manco, nó sẽ kéo cái metalaxin phủ đều hơn trên cái bề mặt lá, rồi sau đó cái metalaxin nó sẽ lưu dẫn và nó đi vào bên trong nhưng cái manco nó sẽ ở lại và nó không thể nào đi theo cái metalaxin được. Như vậy thì lúc này nhiệm vụ của metalaxin là sẽ đi vào bên trong để giải quyết những câu chuyện bên trong cơ thể của cây trồng, còn manco nó sẽ ở lại ở phía ngoài và nó sẽ làm nhiệm vụ ở phía ngoài. Thì vậy thì hai ông này làm nhiệm vụ cùng nhau cùng lúc thì nó sẽ tác động đầy đủ từ cái gốc rễ của nấm bệnh cho đến thân và ngọn của nấm bệnh luôn, thì nó tác động đồng thời như thế thì đó gọi là tác động bổ trợ để tiêu diệt cùng lúc. Nhưng đặc tính của cái hoạt chất nào thì nó sẽ theo đặc tính đó và nó sẽ không thể thay đổi cái bản chất của nó được nếu như cộng cùng với hoạt chất khác. Rồi rồi kính thưa quý vị, thì một cái trường hợp cuối cùng thì chúng ta sẽ thấy nếu như bây giờ cái áp lực bệnh nó thấp thì chúng ta chỉ cần một loại thuốc tiếp xúc thôi, nhưng mà bây giờ côn trùng và nhện áp lực lại cao hoặc là một cái đối tượng dịch hại khác áp lực cao thì buộc chúng ta sẽ cộng hai loại thuốc lưu dẫn và tiếp xúc cho cái đối tượng dịch hại cao đó. Đó thì lúc này chúng ta sẽ lấy hai loại, một loại lưu dẫn một loại tiếp xúc trên cái đối tượng côn trùng hoặc nhện chúng ta cộng với một loại tiếp xúc. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đưa ra một trường hợp là bây giờ gầy nhiều, ví dụ như cây sầu riêng đi, bây giờ gầy nhiều quá thì chúng ta sẽ chọn một loại thuốc lưu dẫn, đó là chúng ta chọn thiamethoxam nó làm cái hoạt chất lưu dẫn chính, và chúng ta sẽ cộng với tiếp xúc. Bây giờ chúng ta chọn EMA
cộng với margin. Hai hoạt chất này nó nằm trên cùng một sản phẩm. Thì lúc này chúng ta đang phối hai sản phẩm lưu dẫn và tiếp xúc cho một cái đối tượng đó là gậy. Thì hai nhiệm vụ của hai ông này là sẽ bổ trợ cho nhau trong cái nhiệm vụ lưu dẫn và tiếp xúc để tiêu diệt cái ông gậy. Rồi khi đó chúng ta cần cộng thêm thuốc bệnh thì chúng ta chọn một cái loại tiếp xúc. Bữa nay ví dụ chúng ta chọn Gobinef chẳng hạn, thì chúng ta sẽ phối thêm một cái loại thuốc bệnh chứa Gobinef cùng với hai ông bên đây. Nhưng lúc này nhiệm vụ quản lý gậy là của ông Thiamethoxam và ông Amitriptyline. Hai ông này bổ trợ và làm nhiệm vụ trên gậy. Còn cái ông Gobinef này, ổng đi vào thì nhiệm vụ của ổng là quản lý bệnh. Ổng không liên quan gì tới hai ông này cả. Nhưng chúng ta có thể cộng cùng để tiện công lao động. Đó. Thì đây là cái cách mà chúng ta sẽ phối những cái loại thuốc ở những cái nhóm khác nhau. Đó. Cụ thể đây là thuốc quản lý côn trùng, thuốc quản lý nhện. Và chúng ta phối với thuốc bệnh có thể là thuốc nấm, thuốc diệt khuẩn. Thì mỗi một cái loại thuốc, mỗi một cái hoạt chất nó sẽ có nhiệm vụ khác nhau. Và khi chúng ta phối hợp lại thì nhiệm vụ của cái thuốc nào thì nó sẽ tấn công trên cái đối tượng mà nó quản lý trên đó. Còn nếu như mà nó cùng nhóm, cùng đối tượng quản lý thì nó sẽ bổ trợ cho nhau trên cơ sở là những cái đặc tính và những cái hiệu lực khác nhau. Thì nó sẽ bổ trợ cho cùng một đối tượng dịch hại mà bà con mình xem xét và chúng ta phối hợp lại với nhau. Rồi kính thưa bà con, thì trong cái video này thì chúng tôi đã làm rõ thêm những cái đặc tính của thuốc bảo vệ thực vật là bao gồm những đặc tính nào và mỗi một loại đặc tính đó nó đang có ưu điểm và khuyết điểm gì. Đương nhiên thì trên cơ sở hiện nay thì chúng ta sẽ có nhiều hơn những cái đặc tính khác nữa, nhưng mà cơ bản là chúng ta đang gặp những cái đặc tính này. Chúng ta hiểu bao nhiêu đây là cũng đã đủ cơ bản rồi. Về hiệu lực có nghĩa là cái thời gian quản lý nấm bệnh nó dài ngắn thì chúng ta cũng đã quan sát trong video này. Thì khi đó bà con mình biết phối những cái loại thuốc hoạt chất theo cái đặc tính và cái hiệu lực của nó thì nắm rõ được nguyên tắc này thì bà con chúng ta sẽ có nhiều những cái kinh nghiệm và những cái cơ sở để mà chúng ta phối thuốc hiệu quả hơn trong cái quá trình mà con mình lựa chọn. Bởi vì với cái thuốc bảo vệ thực vật hiện nay thì nó khá là đa dạng, rất là dễ lựa chọn. Kính thưa quý vị và quý bà con, về sử dụng thuốc bảo vệ thực vật hiện nay thì chúng ta nghe rất là nhiều về hai cái từ là thuốc có tính phổ rộng hoặc là chọn thuốc đặc trị. Như vậy phổ rộng là như thế nào và đặc trị là như thế nào thì chúng ta phải hiểu rõ về những cái tính này. Kính thưa quý vị và quý bà con, nói về phổ rộng trên một cái thuốc bảo vệ thực vật và đang là thuốc nấm bệnh hoặc là thuốc vi khuẩn thì chúng ta sẽ thấy là thuốc phổ rộng là những loại thuốc sẽ quản lý được nhiều đối tượng thuộc nhiều nhóm khác nhau. Thì chúng ta thấy là trên bệnh trên cây trồng thì mình sẽ có hai cái nhóm chính là bệnh do nấm và bệnh cho vi khuẩn. Như vậy thì trên nấm thì nó sẽ có rất là nhiều những cái loài nấm khác nhau. Tương tự như thế thì vi khuẩn cũng vậy, vi khuẩn thì cũng sẽ có rất là nhiều những cái chủng vi khuẩn khác nhau. Như vậy, thuốc phổ rộng trên nấm bệnh và vi khuẩn nghĩa là những loại thuốc đó phải quản lý được nhiều đối tượng nấm khác nhau thì chúng ta gọi là phổ rộng trên nấm. Hoặc thuốc quản lý được nhiều loại vi khuẩn thì chúng ta gọi là phổ rộng trên vi khuẩn. Hoặc một loại thuốc nào đó nó có thể quản lý cả nấm và vi khuẩn luôn thì chúng ta gọi là thuốc quản lý phổ rộng trên cả nấm và vi khuẩn. Đó. Thì đây là những vấn đề mà bà con chúng ta cần phải hiểu rõ trước khi chúng ta áp dụng cái việc phun thuốc cho cây trồng của mình. Như vậy thì chúng tôi sẽ cho ra một số cái ví dụ cụ thể mà những cái sản phẩm và những cái hoạt chất mà bà con mình đang áp dụng khá là phổ biến trên thị trường hiện nay. Ví dụ như chúng ta thấy là cái nhóm phổ rộng trên nấm là chúng ta sử dụng nhiều là trên cái nhóm tuberlugin. Thì bao gồm những hoạt chất như là azoxystrobin nè, chilocystrobin hoặc là picocystrobin hoặc là những nhóm khác có cái chữ chobin chobin ở đuôi. Thì đây là những cái hoạt chất mà có cái tính phổ rộng trên tất cả các đối tượng về nấm ha, nó quản lý nhiều nhất. Rồi nhóm thứ hai mà rất là phổ biến mà bà con chúng ta cũng sẽ thường sử dụng đó là cái nhóm chiazon. Thì trong chiazon này thì chúng ta biết là chúng ta đã có một video riêng về nhóm này, thì bà con mình cũng có thể xem lại về đặc tính của từng hoạt chất ha. Thì những cái hoạt chất mà thông thuộc mà bà con mình hay sử dụng đó là hexaconazole nè, diphenoconazole, và đạo ôn trên lúa thì chúng ta chắc chắn sẽ biết chisilazole ha, và còn lại một số hoạt chất khác nữa. Thì đây là những cái nhóm mà nó đang là phổ rộng trên nấm, có nghĩa là loại thuốc đó sẽ đăng ký rất là nhiều những cái nấm bệnh khác nhau. Rồi ngoài ra một cái nhóm phổ biến nữa mà con mình cũng hay gặp đó là cái nhóm carbamat kim loại, thì chúng ta gặp là mang câu dép nè, Gobinef, đây là hai cái hoạt chất phổ biến nhất. Như vậy thì khi mà chúng ta sử dụng những cái sản phẩm
chứa những cái hoạt chất quản lý phổ rộng, thì chúng ta sẽ thấy là trên đó nó sẽ đăng ký rất là nhiều loại nấm bệnh khác nhau và cho nhiều loại cây trồng, thì chúng ta hiểu à đây là một cái sản phẩm có tính phổ rộng trên nhiều loại đó. Thì đó là cái cách mà chúng ta hiểu về cái thuốc nấm quản lý phổ rộng. Tương tự như thế quý vị, thì trên vi khuẩn này chúng ta cũng sẽ thấy là nhóm kháng sinh, thì chúng ta thấy là ninamycin nè, gentamicin, casugamycin hay là một số nhóm khác mà có cái đuôi sin 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 đó, thì đây là những cái nhóm mà đăng ký rất là nhiều những cái loại vi khuẩn trên đó. Rồi bismuthiazide là đây là một cái thông tin mà chúng tôi cũng đã thực hiện một video trước đây cho bà con mình xem rồi, hoặc là gonobon đó. Thì với những cái nhóm quản lý vi khuẩn này thì chúng ta sẽ thấy là trên bao bì họ thể hiện rất là nhiều những cái đối tượng vi khuẩn khác nhau và những cái loại bệnh do vi khuẩn gây ra, thì chúng ta biết là à đây là nhóm quản lý phổ rộng. Kính thưa quý vị và quý bà con, thì sẽ có một vài cái hoạt chất mà nó có đăng ký cả trên cả nấm và vi khuẩn luôn, thì nó vẫn thuộc nhóm có tính quản lý phổ rộng nhưng mà nó quản lý cả nấm và vi khuẩn thì thường là không nhiều. Thì ví dụ chúng ta thấy là nhóm kháng sinh thì có cái casugamycin, thì đây là một cái hoạt chất kháng sinh mà nó đăng ký cả vi khuẩn và cái bệnh đậu ôn do nấm gây ra, thì như vậy thì nó vừa quản lý nấm vừa quản lý vi khuẩn đó. Như vậy thì bà con mà canh tác trên lúa thì chúng ta cũng có thể lưu ý cái hoạt chất này. Thứ hai đó là cái thuốc về nhóm gốc đồng. Đồng thì nó có thể là có nhiều, nhưng bà con mình thấy những cái gốc nào mà để chỉ copper đó, thì chúng ta biết là đây là một cái hoạt chất thuộc gốc đồng và nó có thể đăng ký quản lý phổ rộng trên cả nấm và vi khuẩn luôn đó. Ngoài ra thì chúng ta sẽ có một cái trường hợp khá là đặc biệt cho cái hoạt chất sunfur. Đây là một cái hoạt chất có chứa lưu huỳnh, và hoạt chất này thường bà con sẽ thấy là đăng ký quản lý nấm và lại là đăng ký nhãn đỏ đó. Thì đây là một cái hoạt chất mà nó có một cái cơ chế có tác động trên cả nấm và trên cả nhãn đỏ luôn. Thì đây cũng là gọi là một cái nhóm phổ rộng, nhưng mà lại là hơi đặc biệt tí xíu là quản lý cả nấm và một cái lầu nhãn. Rồi kính thưa quý vị và quý bà con, thì với nhóm côn trùng thì chúng ta cũng sẽ có rất là nhiều nhóm khác nhau. Và thêm một đối tượng nữa là nhện. Thì nếu như mà phổ rộng trên những cái nhóm này thì chúng ta sẽ thấy là những cái loại thuốc phổ rộng này sẽ quản lý được nhiều đối tượng thuộc các nhóm khác nhau. Thì trong nhóm côn trùng thì chúng ta sẽ gặp hai cái nhóm lớn, đó là côn trùng miệng nhai, thì đây chúng có thể nói là chủ đạo đó là nhóm sâu. Rồi nhóm thứ hai đó là nhóm chích hút, thì chủ đạo đây là nhóm gầy gẹp. Thì đây là hai cái nhóm mà có cái cơ chế tấn công và gây hại cho cái cây trồng mình theo cái đặc tính khác nhau. Như vậy thì nếu như cái loại thuốc nào quản lý được cả miệng nhai và chích hút luôn thì chúng ta gọi đó là nhóm, đó là nhóm phổ rộng. Rồi hoặc là cũng có thể là những nhóm này có thể quản lý luôn cả nhện. Thì nhện thì nó không thuộc cái nhóm côn trùng trên đây nghe quý vị. Nhện đỏ thì thường thì trên gan trái mình là mình gặp nhện đỏ là chính. Thì nhện đỏ là một cái lớp riêng và nó cũng sẽ có những cái loại thuốc quản lý phổ rộng có quản lý được nhện. Và nhện cũng có những cái nhóm đặc trị riêng thì chúng ta sẽ nói ở cái phần phía sau của video này. Như vậy thì phổ rộng trên cái nhóm này nó sẽ có nhiều cái quý vị. Ví dụ như trên cả côn trùng và nhện luôn, thì chúng ta sẽ thấy là trên bao bì của những cái hoạt chất mà tiếp xúc, ví dụ như là nhóm avermectin nè, có abamectin, emamectin, lân hữu cơ thì chúng ta sẽ gặp gofenofos, dimethoz chẳng hạn, rồi lofenapi, hoặc là nhóm thảo mộc thì chúng ta thấy có azadichactin, margin, hoặc là nhóm dầu khoáng thì cũng là những cái nhóm tiếp xúc và có đăng ký trên cả nhóm côn trùng như là từ sâu cho đến gầy gẹp thì chúng ta gọi chung là nhóm côn trùng, và cũng có đăng ký trên nhện đỏ nữa, thì đây là phổ rộng trên cả nhóm côn trùng và nhện luôn. Thì bởi vì chúng ta sẽ thấy là những cái hoạt chất mà mình vừa mới đọc tên thì nó rất là phổ biến trên thị trường và đa dạng sản phẩm, cũng như cũng có thể cộng trong một số cái hoạt chất khác nữa để trở thành một cái sản phẩm mà có từ hai hoạt chất trở lên. Thì cái này là những cái cơ bản mà chúng tôi điểm qua để cho bà con mình rõ thôi nha, chứ còn là từng nhóm về hoạt chất thì bà con mình xem lại những cái video chuyên về từng nhóm thì chúng ta sẽ hiểu rõ thông tin hơn. Rồi kính thưa bà con, thì cái nhóm phổ rộng thứ hai đó là nó chỉ phổ rộng trên côn trùng thôi, có nghĩa là sẽ không có nhện ở đây, thì chúng ta thấy là nó tác động trên sâu, có nghĩa là nhóm miệng nhai, và tác động trên nhóm gầy gẹp, có nghĩa là chích hút, thì chúng ta thấy có là cúc tổng hợp. Cúc tổng hợp thì bà con mình thấy cái đuôi nào có chữ thin 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 là cúc tổng hợp hết ha. Thì có bimethin nè, sibepmethin, rồi dentamethin, rất là nhiều gốc thin khác, thì chúng ta biết là nhóm này là sẽ có đăng ký trên cả sâu và gầy. Rồi nhóm thứ hai là carbamat, thì chúng ta thấy là có hai nhóm, đó là cactab và cái carbosulfan, thì đây là hai nhóm mà có đăng ký trên cả sâu đục thân và trên các nhóm chích hút như là gầy gẹp ha. Thứ ba đó là cái nhóm thiosulfate sodium,
Và nhóm cuối cùng đó là cái Bigotechamax, thì cái nhóm này đăng ký trên gẹp sáp và cả sâu đục quả. Có nghĩa là khi một cái nhóm nào mà nó đăng ký vừa sâu vừa gầy thì chúng ta biết là đây là một cái nhóm mà có tính phổ rộng, nó sẽ quản lý được rất là nhiều loài đó, thì chúng ta hiểu đó là một cái loại thuốc phổ rộng. Rồi, kính thưa bà con, thì ở đây chúng ta sẽ liên kết với cái thông tin của video trước để bà con mình lưu ý này. Chúng ta sẽ thấy là những cái nhóm mà quản lý phổ rộng trên bệnh thì thường sẽ có một cái đặc tính là lưu dẫn hoặc là nội hấp, cũng có tiếp xúc nhưng mà ít ha. Nhưng mà cái nhóm lưu dẫn sẽ là một cái nhóm chính đó. Còn ngược lại với côn trùng và nhện thì chúng ta thấy là những cái nhóm phổ rộng thì đa số nó sẽ là tiếp xúc hoặc là nhóm bị độc mạnh ha, ít có nhóm lưu dẫn, chỉ trừ khi nhóm đặc trị thì nó mới có cái tính lưu dẫn thôi. Vậy thì ở đây chúng ta cũng sẽ để ý thêm là những cái thuốc nào phổ rộng trên bệnh thì thường là những loại thuốc là thuốc lưu dẫn, cũng có thuốc tiếp xúc, ví dụ như là Gobinep hoặc là Mancozeb là tiếp xúc, nhưng mà đa số những nhóm còn lại đều là lưu dẫn cả. Ngược lại với cái nhóm phổ rộng trên côn trùng và nhện, giải được quyết được nhiều đối tượng thì đa số là những cái gốc thuốc tiếp xúc hoặc là những cái gốc thuốc chuyên về vị độc, nhưng mà lại ít có nhóm lưu dẫn ha. Thì đây là những cái để mà chúng ta lưu ý khi mà chúng ta nhìn trên bao bì của thuốc để chúng ta biết cách chúng ta phối. Rồi, kính thưa bà con, thì bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang đặc trị ha. Nhóm đặc trị thì nghe cái từ này thì bà con mình cũng đã sử dụng nhiều lần rồi. Đặc trị có nghĩa là nó sẽ mạnh trên một cái đối tượng duy nhất nào đó, hay là trên cùng một cái nhóm mà những cái nhóm này nó có cách gây hại giống như nhau đó, thì nó sẽ bị tiêu diệt bởi một cái loại thuốc bảo vệ thực vật nào đó. Ví dụ như chúng ta thấy là trên nấm thì hầu hết là những cái loại thuốc phổ rộng để quản lý được nhiều đối tượng, nhưng mà nó sẽ mạnh trên một cái đối tượng bệnh nào đó hay là một cái loài nấm nào đó, thì chúng ta gọi là vẫn là thuốc phổ rộng nhưng mà nó sẽ mạnh và nó đặc trị được trên một cái loài chuyên biệt nào đó. Còn trên côn trùng thì chúng ta sẽ thấy là phân biệt rõ hơn. Nhóm côn trùng thì nó sẽ có nhóm miệng nhai và nhóm chích hút, thì bà con sẽ thấy là những cái loại thuốc đặc trị là nó chỉ đăng ký cho một cái đối tượng con sâu miệng nhai nào đó thôi, hoặc là một cái đối tượng chích hút nào đó, thì chúng ta gọi là thuốc đặc trị theo nhóm hoặc là đặc trị theo loài. Thông thường thì bà con sẽ thấy là trên bao bì là không phải thuốc thì người ta chỉ đăng ký một con mà nó đăng ký rất là nhiều con đó, ví dụ như là trên có gầy thì phải có gẹp, nó ví dụ vậy. Có sâu thì không phải là chỉ có một con sâu này không mà nó đăng ký rất là nhiều con sâu, nhưng mà bản thân nó vẫn là một cái loại đặc trị, có nghĩa là nó mạnh trên cái nhóm miệng nhai, tác động trên nhóm miệng nhai thì chúng ta gọi là nhóm đặc trị miệng nhai. Còn nếu mà thuốc nào bà con mình thấy đăng ký chủ yếu là gầy, gẹp thôi thì có nghĩa là nhóm đó là đặc trị về nhóm chích hút, đó là những cái loài nó có cách gây hại giống như nhau. Còn về nhện thì nó sẽ chuyên tính hơn nữa, bởi vì nhện nó là một cái loài riêng. Qua những cái loại thuốc mà nó chỉ đăng ký nhện thì nó chỉ tác động đúng một cái đối tượng, đó là con nhện đỏ hoặc con nhện trắng, nhện vàng gì đó thôi, có nghĩa là đối tượng gây hại và không có tác động gì cho đến những đối tượng khác, ví dụ như là côn trùng miệng nhai hoặc là côn trùng chích hút là không có tác động, thì cái thuốc đó người ta gọi là thuốc đặc trị nhện đỏ, đó, ví dụ vậy. Thì đến đây để cho bà con mình gõ ra những cái khái niệm về thuốc. Ở đây chúng ta lưu ý lại, thuốc quản lý trên nấm thì thường nó sẽ không có đặc trị một loài duy nhất mà nó phổ rộng trên nhiều loài, nhưng nó sẽ mạnh trên một cái loài nào đó, thì cái loài nào nó mạnh thì chúng ta gọi là đặc trị cái loại bệnh đó trên cái loài nấm đó. Còn nhóm côn trùng thì nó đặc trị theo nhóm, có nghĩa là nhóm miệng nhai, nhóm sâu thì sẽ có những loại thuốc mạnh trên nhóm miệng nhai này, thì chúng ta gọi là đặc trị miệng nhai. Sẽ có những nhóm mạnh trên nhóm côn trùng chích hút gầy gẹp thì chúng ta gọi là thuốc đặc trị nhóm chích hút đó. Còn nhện thì nó là chuyên tính, có nghĩa là sẽ có những loại thuốc bảo vệ thực vật chỉ đăng ký duy nhất một đối tượng, đó là nhện đỏ thôi, ví dụ vậy, thì đó gọi là thuốc đặc trị nhện đỏ. Rồi, kính thưa bà con, thì ở đây chúng tôi sẽ đưa ra một số cái ví dụ về những cái hoạt chất trên thị trường để cho bà con mình xem. Bà con sẽ thấy là chúng tôi nói rất nhiều về metalaxin, nói rất nhiều về dimethomod. Thì thật ra là đây là tất cả là những hoạt chất này là những cái hoạt chất phổ rộng, lưu dẫn, nội hấp, quản lý được trên nhiều đối tượng. Nhưng nếu như nói về hoàng lá thối rễ, nói về xì mũ, nói về nấm Phytophthora thì người ta sẽ ưu tiên về metalaxin và dimethomod. Bởi vì hai hoạt chất này sẽ quản lý tốt những cái bệnh do cái Phytophthora gây ra, bởi vì cái đặc tính lưu dẫn ở bên trong mô cây và nó có thể tiêu diệt được cái Phytophthora bên trong đó. Còn nếu mà chúng ta sử dụng thuốc tiếp xúc thì nó sẽ không có mang lại cái hiệu quả cao hoặc không triệt để. Đó, cho nên là người ta hiểu về cái một cái hoạt chất đó nó sẽ mạnh trên một cái đối tượng nào đó. Rồi, một cái rõ ràng nhất bà con mình dễ thấy nè, đó là cái hexaconazole và cái valdaxin.
Thì đây là những cái hoạt chất mà phân loại mạnh trên cái nấm Hydroxyurea solani đó. Ví dụ như chúng ta thấy là bệnh đốm vàng thì thường là bà con chọn cái Hexa là chính đó, hoặc là cái bệnh mà chết cành mà chết theo chồm cái gì nó, ví dụ như trên sầu riêng thì chúng ta thấy là lá nó ốp lại với nhau và nó có những cái đốm sọc vàng, và sau này thì nó sẽ tạo ra những cái tơ nấm và nó sẽ chết theo một cái hệ cành nào đó, thì đây cũng là một cái nhóm do cái Hydroxyurea solani nó gây ra. Thì chúng ta cũng có thể sử dụng hexaconazole hoặc là valiracin để tác động trên nhóm nấm này đó. Thì cuối cùng thì hexaconazole và cái valiracin vẫn là một cái nhóm hoạt chất phổ rộng nhưng nó lại mạnh trên cái nhóm Hydroxyurea solani, thì chúng ta gọi là có thể đặc trị được cái nhóm này. Rồi còn nếu mà trên bệnh đau ôn thì bà con mình sẽ thấy rõ nhất ha, với cái nấm gây ra bệnh đau ôn thì chúng ta thấy là sử dụng chisilazone và cái phenoxanin, đây là hai cái hoạt chất mà có thể gọi là đặc trị trên cái nhóm đau ôn. Nhưng mà không phải là hai hoạt chất này nó chỉ đăng ký đau ôn không, mà nó cũng đăng ký phổ rộng trên rất là nhiều những cái đối tượng nấm bệnh khác, nhưng mà cái chính của nó là thường đó là bệnh đau ôn thì chúng ta gọi là nhóm đặc trị bệnh đau ôn. Tương tự thì bà con sẽ thấy là nhóm azoxystrobin thì nó đăng ký rất là nhiều những cái đối tượng nấm bệnh khác nhau, từ cây lúa đến cây ăn trái cho đến rau màu. Tương tự như gọi bị nếp cũng thế, cũng đăng ký rất là nhiều, phổ rộng trên rất là nhiều những đối tượng nấm khác nhau. Nhưng khi mà người ta nói tới bệnh Hán thư, người ta nói tới nấm colecto chi chung thì người ta sẽ ưu tiên chọn gọi bị nếp hoặc là người ta chọn azoxystrobin, bởi vì những cái nhóm hoạt chất này ngoài cái tính phổ rộng trên tất cả những loại nấm thì trong cái áp lực bệnh Hán thư cao thì những cái hoạt chất này cũng sẽ cho những cái hiệu quả tương đối tốt và mạnh. Rồi, kính thưa bà con thì trên sâu nó cũng sẽ tương tự như thế, sẽ có những cái hoạt chất mà trên bao bì sản phẩm của nó chỉ đăng ký đối tượng chính là đối tượng sâu. Có nghĩa là những cái loại này thì nó sẽ chuyên tính và đặc trị trên cái nhóm miệng nhai. Thì chúng ta thấy là nhiều nhất là cái nhóm diamide. Thì chúng tôi cũng đã làm riêng một cái video về cái nhóm diamide này cho bà con mình xem rồi. Thì những cái hoạt chất của nó thì tên khá là dài và khá là khó đọc ha. Thì bà con chúng ta lưu ý nhớ mặt chữ thôi, hoặc là chúng ta xem lại cái video về diamide. Thì chúng tôi có nói rõ hơn về cái cơ chế cũng như là cái hiệu quả của cái nhóm này trên cái nhóm đặc trị trên sâu. Rồi ngoài ra thì cái nhóm điều hòa sinh trưởng côn trùng, bà con mình lưu ý nha, đây là hoạt chất điều hòa sinh trưởng côn trùng chứ không phải là chất điều hòa sinh trưởng liên quan tới cây trồng này, nó không phải nha. Thì chúng tôi cũng có làm một cái video riêng về cái nhóm điều hòa sinh trưởng côn trùng để cho bà con mình xem. Thì trong cái nhóm điều hòa sinh trưởng này thì nó cũng sẽ có những nhóm là tác động chuyên biệt trên sâu và có những cái nhóm hoạt chất là tác động chuyên biệt trên gầy. Ví dụ như ở đây chúng ta thấy là có lubenuron thì nó sẽ mạnh trên những đối tượng là sâu lớn, hoặc là sigomagin thì lại mạnh trên cái đối tượng sâu dễ bùa đó, thì nó chuyên tính. Còn nếu mà chúng ta gặp cái bugalpergin thì chúng ta cũng biết là phối hợp trên rất là nhiều những cái sản phẩm cũng như là đăng ký riêng cho cái đối tượng gầy là chính, và những cái nhóm điều hòa sinh trưởng côn trùng thì nó rất là chuyên tính cho từng nhóm đối tượng. Rồi hiện nay thì trên gầy thì bà con mình sẽ thấy là đăng ký rất là nhiều nè, ở đây là những cái nhóm đa số là chỉ đăng ký duy nhất là đối tượng gầy thôi. Ví dụ chúng ta thấy là đại gia đình neonicotinoid mình nói rất là nhiều ha, đại diện thì có thiamethoxam nè, imidacloprid, acetamiprid và ba bốn thành viên nữa trong cái đại gia đình này thì đều là đăng ký chính là trên đối tượng chích thuốc. Rồi nhóm pyridine thì chúng ta thấy là có bimetrogen là phổ biến nhất, gần đây thì chúng ta thấy có thêm lonicamide, thì đây là hai cái hoạt chất mà đăng ký chính là trên cái bọ chỉ và đăng ký trên gầy. Rồi nhóm carbamat thì chúng ta sẽ thấy có hai cái hoạt chất đã tồn tại rất là lâu trên thị trường, đó là cái iso gò kẹt và cái phenobu kẹt, thì cũng đăng ký chính là trên đối tượng gầy thôi. Rồi chúng ta cũng vừa mới nhắc tới nhóm điều hòa sinh trưởng côn trùng thì sẽ có một cái hoạt chất chiên trên cái nhóm gầy gẹp, đó là cái bugalpergin. Còn những cái hoạt chất khác thì nó có thể là nó chiên trên những cái nhóm sâu khác. Rồi còn gần đây nữa thì trên thị trường này chúng ta sẽ thấy xuất hiện cái chylomethoxazin, thì đây là một cái hoạt chất mà đăng ký chính là trên cái đối tượng gầy nâu, vì là cũng sẽ là một hoạt chất chiên về nhóm chích thuốc. Ngoài ra thì có thể nhắc đến pinetoram, một cái hoạt chất khá là lâu trên thị trường. Tuy là nó đăng ký trên rất là nhiều những cái đối tượng sâu và gầy, nhưng mà thường thì bà con áp dụng chính là trên cái bọ chỉ. Và như vậy thì nó cũng được xem là một cái hoạt chất đặc trị trên cái nhóm bọ chỉ. Pyrogotechamax thì chúng ta biết đến đó là một cái đối tượng chuyên về gẹp sáp. Tuy nhiên thì Pyro cũng đăng ký rất là nhiều những cái đối tượng sâu, ví dụ như sâu đục quả chẳng hạn, bọ chỉ, và cũng có cả cái gầy gẹp, nhưng mà thường nhắc tới Pyrogotechamax thì người ta sẽ nhớ đến đối tượng đó là gẹp sáp là chính. Rồi còn cái cyan thì đây là một cái hoạt chất cũng thuộc nhóm diamide, cũng đăng ký rất là nhiều những đối tượng sâu và gầy bọ chỉ, nhưng mà người ta cũng sẽ nhắc tới và nhớ đến nó nhiều hơn về cái khả năng quản lý bọ chỉ của nó.
thì cũng được xem là những cái nhóm đặc trị. Rồi, kính thưa bà con, thì với nhện thì đây là một cái nhóm nó khá là khác biệt với những nhóm còn lại, cho nên thì thường nó sẽ có những cái hoạt chất mà chỉ đăng ký đối tượng nhện thôi. Thì nhện có thể đây là nhện đỏ hoặc là nhện giá quý vị. Thì chúng ta thấy là có hexythiazot nè, benbutaninoxit, gobagai, rồi benbigocimac, bigodiclofen hoặc là etosazon. Thì đây là những cái hoạt chất mà nó đăng ký chiên cho cái nhóm nhện gây hại này, và hầu như thì nó sẽ không có tác động trên những cái đối tượng khác, hoặc là một số hoạt chất thì cũng có thể nó có tác động trên một vài cái đối tượng chích hút nào đó. Tuy nhiên thì thông thường thì để mở rộng ra cái phổ của nó thì thường người ta sẽ cộng thêm một cái hoạt chất tiếp xúc khác để đăng ký trên nhiều đối tượng hơn. Còn nếu mà tồn tại ở một mình một những cái hoạt chất này thì thông thường nó chỉ đăng ký chính là trên một cái đối tượng nhện nào đó thôi, có thể là nhện vé hoặc là nhện đỏ thôi. Kính thưa bà con, thì chúng ta đã điểm qua một số cái thông tin cơ bản về cái khái niệm là thế nào là thuốc phổ rộng, thế nào là thuốc đặc trị. Như vậy thì khi nào chúng ta sẽ sử dụng thuốc phổ rộng mà mang lại hiệu quả tốt, khi nào chúng ta phải chọn thuốc đặc trị để mang lại hiệu quả tốt, hoặc khi nào chúng ta phải phối cả hai lại, thì đây là cái câu chuyện liên quan tới việc quản lý dịch hại và cái quản lý cái chi phí của mình như thế nào để hợp lý nhất trong cái quá trình mà bà con chúng ta đầu tư cho cái cây trồng của mình. Thì chúng ta sẽ xem một số thông tin phía sau. Kính thưa bà con, thì chúng ta biết là với nấm và vi khuẩn thì ưu thế hiện nay là chúng ta nên phun phòng phổ rộng là chính. Và chúng ta cũng đã nói với nhau trong khúc đầu đó là những cái loại thuốc nào quản lý trên nấm và vi khuẩn thường là những loại thuốc quản lý phổ rộng là chính. Nhưng mà nó sẽ mạnh trên một cái đối tượng nào đó thì người ta mới gọi là đặc trị trên nhóm đối tượng đó. Chứ nấm thì rất là ít sản phẩm mà chuyên tính chỉ có một loại nấm một thôi, thì rất là ít sản phẩm này. Và hầu như ở thị trường Việt Nam thì chúng ta cũng không có gặp những cái sản phẩm này. Nó phải đăng ký nhiều đối tượng mà thường nó sẽ là thuốc phổ rộng. Như vậy thì với cái nhóm hoạt chất này thường là chúng ta sẽ phun phòng theo giai đoạn. Giai đoạn nghĩa là sao? Chúng ta đón được cái giai đoạn sắp tới là dịch hại nó đang hoạt động mạnh và chúng ta sẽ phun trước đó. Rồi hoặc là trong điều kiện mùa mưa, điều kiện tác nào mùa mưa, mùa nắng thì chúng ta sẽ đánh giá theo thời tiết, điều kiện canh tác để mà chúng ta phun phòng trước, nhất là trong cái điều kiện mùa mưa và trong những giai đoạn nhạy cảm, ví dụ như là chuẩn bị hình thành hoa, ra hoa trước khi qua chỗ hoặc là giai đoạn mang trái. Thì thông thường với cách này thì chúng ta sẽ chọn những cái thuốc mang tính phổ rộng. Rồi khi nào một cái bệnh nào đó mà nó phát triển nặng nhiều thì chúng ta sẽ chọn một cái hoạt chất mạnh về cái bệnh đó và chúng ta có thể phối thêm với một cái loại thuốc phổ rộng khác, thì lúc đó chúng ta mới bắt đầu phối thuốc và chúng ta mới tìm hiểu kỹ về một cái hoạt chất nào mạnh về trên cái đối tượng bệnh đó. Rồi, kính thưa quý vị và quý bà con, ở đây chúng ta sẽ đưa ra một cái ví dụ ha. Ví dụ chúng ta thấy là trong điều kiện vàng lá thối rễ đi, nước thần xì mũ, thì đương nhiên chúng ta phải chọn những cái hoạt chất nào mà có liên quan tới Phytophthora mạnh trên nhóm này. Thì dù chúng ta chọn metalaxin đó, chúng ta chọn dimethylmol. Rồi trên bệnh đốm vàng hay là bệnh chết cành do cái Hydroxonia solani thì chúng ta sẽ ưu tiên chúng ta chọn Hexa. Còn nếu mà trong điều kiện phun phòng mà không có bất kỳ một cái áp lực gì hạ nào nặng hết thì chúng ta có thể chọn một trong hai hoạt chất này hoặc là nhiều những hoạt chất khác nữa mà chúng ta phun phòng phổ rộng chung cho tất cả các nhóm đó. Vậy thì có lúc chúng ta sẽ chọn đặc trị, có lúc chúng ta sẽ chọn phổ rộng là như thế. Rồi, kính thưa bà con, thì với cái nhóm côn trùng và nhện thì là ra là chúng ta không có phun phòng, mà chúng ta sẽ phun khi mà cái dịch hại đó nó đang có áp lực thấp, hoặc là chúng ta sẽ dự đoán là trong cái điều kiện thời tiết nào nó sẽ diễn ra áp lực dịch hại cao để chúng ta tính. Thế vì chúng ta sẽ phun phòng phổ rộng cho tất cả các đối tượng khi mà áp lực của nó không cao, có nghĩa là một cái loại thuốc có thể quản lý trên cả côn trùng, trên cả nhện luôn. Thì mật số của chúng nhỏ thì chỉ cần một loại thuốc chúng ta có thể quản lý rất là nhiều đối tượng. Còn khi nào một cái áp lực nào đó cao, ví dụ như chúng ta đón được là cơi non mới hình thành thì sẽ vừa có sâu, vừa có bọ chỉ, vừa có nhện. Trong điều kiện nắng nóng thì bọ chỉ và nhện sẽ phát triển nhanh hơn, hoặc là cho giai đoạn hoa và trái. Đây là những cái giai đoạn quan trọng thì buộc chúng ta phải quản lý làm sao cho cái áp lực của dịch hại nó không có ảnh hưởng quá nhiều đến cái giai đoạn này, thì chúng ta mới chọn những cái loại thuốc lưu dẫn đặc trị để mà mình phun sớm hơn, để gì mình đón đầu được dịch hại và không để cho nó gây hại quá nhiều trên cái giai đoạn nhạy cảm đó. Thì chúng ta gọi là chúng ta phun sớm và chọn nhóm lưu dẫn để cho có một cái hiệu lực kéo dài hơn. Đó là cái cách chúng ta chọn phổ rộng và cách chúng ta chọn lưu dẫn. Rồi, kính thưa bà con, ở đây chúng ta sẽ đưa ra ví dụ, chẳng hạn như chúng ta chọn những cái nhóm đối tượng quản lý cả sâu, gầy và nhện luôn. Chúng ta phun phổ rộng bình thường khi mà chúng ta thấy có áp lực cả ba nhưng mà không cao, thì lúc đó chúng ta có thể chọn một sản phẩm chứa amamectin thôi.
chúng ta quản lý cả ba dạng đơn, hoặc là chúng ta chọn Gofenofort mà chúng ta chọn liều thấp thôi thì chúng ta cũng quản lý được cả ba đó. Khi nào trong điều kiện áp lực dịch hại cao là chúng ta sẽ dùng những cái hoạt chất chiên, quý vị, giống như là gầy gẹp nhóm chích hút, thì chúng ta sẽ có bimetoxin chẳng hạn, có thiamethoxam chẳng hạn. Còn với nhện thì chúng ta sẽ chọn những cái hoạt chất chiên về trên nhện thì có thể là bigodiclofen chẳng hạn. Thì đây là những cái giải pháp mà Mekomagi đang hướng dẫn và chia sẻ thông tin cho bà con chúng ta. Nếu như có những vấn đề gì bà con mình chưa rõ thì có thể liên hệ với đội kỹ thuật của chúng tôi thông qua 4 số điện thoại đang thể hiện trên màn hình, thì anh em trong đội sẽ chia sẻ kỹ hơn cho bà con chúng ta. Rồi, kính thưa bà con, như vậy thì khi nào chúng ta mới phối cả hai loại đặc trị và phổ rộng lại với nhau? Bởi vì khi chúng ta phối là chi phí nó sẽ gia tăng đó. Như vậy thì chúng ta sẽ phối khi có một cái dịch hại nào đó mà nó áp lực rất là cao thì chúng ta phải cần hai loại thuốc để quản lý nó, và đồng thời cũng sẽ quản lý luôn tất cả những dịch hại còn lại. Bởi vì quản lý nhiều loại mới gọi là phổ rộng, đặc trị là chúng ta sẽ thêm một loại thuốc nào đó nó mạnh trên cái đối tượng đó đó. Rồi chúng ta sẽ đưa ra ví dụ để cho dễ hiểu hơn. Ví dụ như trong cái trường hợp này chúng ta đang nói là dịch gầy xanh. Không, có nghĩa dịch gầy xanh có nghĩa gầy xanh nhiều rồi, nhưng mà có cả sâu và có nhện nữa. Vậy thì không thể nào bà con mình chỉ phun hai loại thuốc mà nó mạnh trên gầy xanh không để quản lý gầy xanh không mà không quản lý sâu và nhện, thì nó không hợp lý cho kiểu phun đó. Chúng ta buộc phải quản lý cả ba, nhưng phải có một hoặc hai loại thuốc mạnh trên gầy xanh. Như vậy thì lúc đó chúng ta sẽ chọn một cái loại đặc trị lưu dẫn trên cái đối tượng gầy xanh, đó là thiamethoxam chẳng hạn. Rồi chúng ta sẽ chọn một cái loại thuốc phổ rộng, và nhóm này có khả năng quản lý cả gầy, cả sâu và cả nhện. Thì ví dụ như chúng ta chọn emamectin. Như vậy thì khi mà chúng ta phối hai loại thuốc này lại với nhau thì hai loại thuốc này nó sẽ cùng tác động trên một cái đối tượng đang mạnh, đó là cái gầy xanh. Có nghĩa là gầy xanh đang gây hại nặng nhiều nhất, thì cả hai loại thuốc này đều phải quản lý được gầy xanh thì chúng ta mới mong muốn dập được cái dịch gầy xanh này đó. Nhưng đồng thời cái EMA này nó cũng sẽ quản lý được cả nhện và sâu trong cái điều kiện áp lực thấp đó. Thì chúng ta cộng hai loại này lại với nhau là chúng ta sẽ quản lý được một đối tượng đang gây hại nặng, đồng thời cũng sẽ quản lý phổ rộng cho những cái đối tượng còn lại đó. Thì cách này chúng ta gọi là chúng ta phối giữa lưu dẫn đặc trị và phối với tiếp xúc ở dạng phổ rộng đó. Đây là cách chúng ta phối thuốc. Rồi tương tự chúng ta sẽ có một cái ví dụ nữa là bây giờ dịch nhện đỏ, nghĩa là trong điều kiện nắng nóng quá dữ, có nhện đỏ rồi, nhiều nhện đỏ luôn rồi, nhưng mà cũng có cả sâu, cũng có cả gầy. Thì lúc đó chúng ta sẽ chọn một cái loại đặc trị trên nhện đỏ. Ví dụ như chúng ta chọn bigodiclofen, chúng ta chọn cái nhóm đặc trị trên nhện. Rồi chúng ta cộng với gofenofort. Thì gofenofort sẽ là một cái hoạt chất phổ rộng, quản lý được cả nhện, quản lý được cả sâu và cũng quản lý luôn được cả gầy. Có nghĩa là nó quản lý trên nhiều đối tượng mà nó phổ rộng. Như vậy, khi đó chúng ta phối hai cái thuốc này lại với nhau thì hai loại thuốc này cùng tác động trên đối tượng nhện đỏ, có lưu dẫn trên nhện đỏ, có tiếp xúc bị độc trên nhện đỏ đó, thì nó sẽ quản lý được cái dịch nhện đỏ này trong điều kiện nhện đỏ nhiều. Đồng thời gofenofort cũng sẽ quản lý phổ rộng trên cả gầy và sâu để tiêu diệt luôn hai nhóm còn lại đó. Đây là cách mà chúng ta hiểu về việc chúng ta phối giữa đặc trị và phổ rộng là như thế. Rồi kính thưa bà con, thì có một cái khác biệt với cái thuốc bệnh, có nghĩa là khi cái áp lực cao và có vết thương thì thường là chúng ta sẽ không cần nói tới cái việc là cộng hai loại thuốc, mà chúng ta buộc phải cộng. Có nghĩa là khi có vết thương thì vi khuẩn nó cũng sẽ tấn công vào những cái vết thương đó, và nếu như trong điều kiện mùa mưa nữa thì ở những cái lần phun thuốc khi áp lực cao thì bà con nên cộng cả nấm và vi khuẩn để làm sao giúp cho cái vết bệnh đó nó khô nhanh hơn và chúng ta ngừa cái vi khuẩn tốt hơn. Kính thưa quý vị và quý bà con, nhưng mà sẽ có một cái điểm khác biệt khi mà mình cộng hai cái loại thuốc nấm lại với nhau. Thì bà con cũng biết là thuốc nấm thì đa số nó sẽ là thuốc phổ rộng cả. Và đương nhiên khi mà chúng ta chọn phổ rộng thì chúng ta cũng biết là mình đang dự định là quản lý cái đối tượng bệnh nào là đang nặng nhất, thì chúng ta sẽ chọn hai cái loại thuốc phổ rộng nhưng mà đều có tác động tốt trên cái đối tượng bệnh đó. Thì khi đó người ta phối hoạt chất thì không phải là muốn chọn kiểu nào chọn, mà để cho nó mang một cái hiệu quả cao nhất thì chúng ta sẽ phối nó lại với nhau theo đặc tính. Thì video này chúng ta đã phát hành trước đây rồi, bà con mình xem lại video về đặc tính ha. Có nghĩa là lấy một lưu dẫn cộng với một tiếp xúc, đồng thời người ta sẽ phối theo dạng thuốc, có nghĩa là lấy thuốc nước cộng thuốc bột, lấy thuốc cơm cộng thuốc EC, ví dụ vậy. Thì chúng ta sẽ có một video
nói về việc phối của dạng thuốc, và chúng ta sẽ trình bày cái video dạng thuốc này ở video phía sau đó. Rồi như vậy thì đến đây thì bà con cũng đã hiểu được cái việc chúng ta chọn cái thuốc phổ rộng thì thuốc phổ rộng là như thế nào, cách chọn phổ rộng là khi nào, chúng ta hiểu về thuốc đặc trị và đặc trị theo từng nhóm và cách chúng ta phối đặc trị với phổ rộng lại với nhau như thế nào. Chúng ta hiểu được luôn video trước là video về đặc tính của từng loại thuốc, và chúng ta sẽ có một video sau này nữa, đó là phối về dạng thuốc. Thì nếu như bà con mình nắm được hết toàn bộ những cái thông tin này và bà con mình hiểu về cái cách phối liều nữa thì chắc chắn là bà con sẽ có những cái thông tin đầy đủ về cái việc mà chúng ta lựa chọn thuốc và cách mà chúng ta phối thuốc như thế nào để tự tin nhất và mang lại một cái hiệu quả tốt nhất. Kính thưa quý vị và quý bà con, đầu tiên đó là một cái dạng phổ biến và ở dạng gắn mà bà con mình thấy rất là phổ biến trên thị trường, đó là dạng WKP. Đó thì đây là một cái viết tắt của một cái từ tiếng Anh ha, để cái từ này thôi để cho mấy anh em chuyên môn mình cập nhật đi. Còn với bà con chúng ta thì chúng ta cập nhật một cái từ ngắn gọn, đó là bột. Chúng ta nhìn vô thì đó là một cái rõ ràng là bột mà, đúng không? Nhưng mà đây là bột thuốc bảo vệ thực vật, và trong cái từ tiếng Việt mình dịch ra đó là bột thấm nước hay là bột quả nước nha. Thì cái dạng này khá là phổ biến rồi. Nếu như bà con mình đã có phun xịt thì chắc chắn là đã từng xé gói cho những dạng này rồi. Thì nếu như bà con mình có ủng hộ sản phẩm của Mekomagi thì chúng ta sẽ thấy là cái sản phẩm Metalaxin 35% thì cũng là dạng WKP. Và đương nhiên này không phải bột lúc nào nó cũng có một màu như thế này quý vị. Thì có thể là ở mỗi một cái hoạt chất thì nó sẽ có một cái màu khác nhau ha. Ở đây là chúng ta đưa một số cái hình ảnh minh họa thôi. Như vậy thì với dạng WKP thì bột chúng ta cũng sẽ phải hòa tan vào nước, thì nó sẽ tạo ra một cái dung dịch quyền phù. Thì khi mà bà con mình khuấy mà mình đánh lên, mình cảm giác nó có một cái độ nhớt nhất định. Dạng lỏng thì nó không phải là lỏng hoàn toàn, nhưng mà nếu mà dạng hạt thì chúng ta nhìn thấy không được đó. Thì cái đó có thể hiểu nôm na là quyền phù. Tương tự giống như là chúng ta đổ bột vào nước để chúng ta khuấy đi, mình đừng có nghĩ là bột thuốc bảo vệ thực vật, có thể là bột mì hay gì đó chẳng hạn. Thì nếu như mà con mình đổ tới một cái lượng nào đó thì chúng ta sẽ thấy được cái độ sệt của nó. Thì cái dạng dung dịch đó gọi là dung dịch quyền phù, và có thể là cái quyền phù đó là nó đạt hay không đạt thôi. Kính thưa bà con, thì với cái dạng WKP thì nó sẽ cần một cái phụ gia, đó là cái chất hoạt động bề mặt phải hiệu quả. Đây là có thể là quyết định tới cái hiệu quả của sản phẩm. Có thể là hoạt chất giống nhau, nhưng mà nếu như cái chất hoạt động bề mặt này càng hiệu quả thì nó sẽ thúc đẩy cái hiệu quả của dạng WKP tốt hơn. Thì cụ thể đây là nó sẽ làm cho cái sự thấm ướt của cái dạng bột này tốt hơn và phân tán trong cái dung dịch sau khi mình pha tốt hơn. Thì đây là sẽ quyết định tới câu chuyện đều hay không đều khi chúng ta phun ra cây trồng. Rồi như vậy thì với cái dạng này thì bà con chúng ta cũng sẽ hiểu, đó là chúng ta sẽ sử dụng một cái lượng rất là lớn cho một bình phun. Ví dụ như chúng ta thấy sử dụng mang cô dép chẳng hạn đi, là lượng phun rất là nhiều, đúng không? Như vậy thì với dạng WKP bà con mình lưu ý là chúng ta sẽ dùng dụng cụ và chúng ta đổ vô đó trước một cái lượng nước, có thể là 1/3 bình chẳng hạn, có thể là dụng cụ đó khoảng 20 lít chẳng hạn, ví dụ vậy. Rồi chúng ta vừa đổ bột vào và chúng ta sẽ vừa khuấy đó. Như vậy thì cái độ tan của nó mới tốt nha, chứ chúng ta không nên đổ ào ạt. Bà con mình tưởng tượng giống như là bà con mình chỉ có một cái ca hay là một cái xô gì đó chỉ vài ba lít thôi, mà bà con mình đổ cả 1 kg bột mì vô trong đó thì mình quậy chắc chắn nó không thể nào nó tan tốt rồi, và nó sẽ đóng cục rồi đó. Thì cái cách mình pha thuốc bảo vệ thực vật này cũng sẽ như thế. Có thể là 1 kg thuốc thì chúng ta cũng phải chuẩn bị khoảng chừng 50 lít nước gì đó ở trong cái dụng cụ pha trước, rồi chúng ta đổ nước vào đó trước, rồi chúng ta đổ thuốc, vừa đổ vừa phay, chứ không nên đổ quá ào ạt. Và kính thưa bà con, thì dạng WKP, dạng bột này thì nó sẽ có một cái khuyết điểm, đó là nó sẽ dễ bị bay, có nghĩa là do cái hạt nó nhỏ quá nên là chúng ta gặp gió hay là gì đó thì nó sẽ bay. Thì cái bay này có thể là nó sẽ ảnh hưởng sức khỏe, rồi ảnh hưởng môi trường, hay là nó sẽ gây thất thoát. Chất lượng thì của dạng WKP thì nó khá là chênh lệch. Cái sự chênh lệch đây là chúng ta đánh giá ở cùng một cái nồng độ, cùng một cái quy cách sản phẩm, cùng một hoạt chất thì giá thành nó sẽ khác nhau. Do là cái dạng WKP này khá là dễ gia công, có nghĩa là những cái đơn vị nhỏ lớn gì họ cũng đều có thể sản xuất được dạng WKP này cả. Chính vì vậy thì bà con mình cũng xem xét kỹ trong cái quá trình mà chúng ta sử dụng và chúng ta đánh giá những cái sản phẩm ở dạng WKP. Và đương nhiên WKP đây là một cái nhóm dạng thuốc mà có thể là phổ biến nhất trên thị trường, cùng với dạng OC. Có thể nói là đây là hai dạng mà
bất cứ trong một lần phun xịt nào thì chúng ta cũng sẽ gặp một trong hai loại này. Rồi kính thưa bà con, một cái dạng gắn tiếp theo nữa, không có nhiều sản phẩm trên thị trường nhưng mà chắc là có vài một vài sản phẩm gì đó nổi tiếng, cho nên là trong video trước mà khi mà chúng tôi không có cập nhật dạng SB thì bà con mình hỏi khá là nhiều. Thì rồi chúng ta sẽ cập nhật thêm một cái xíu dạng SB, thì đây cũng là một cái dạng bột. Như vậy thì nó sẽ khác biệt như thế nào so với cái dạng WB để chúng ta dễ hiểu. Bột lúc nãy thì bà con biết là khi mình hòa vào đó, là chúng ta đang nói là nó tạo dung dịch quyện phù, có nghĩa là nó tạo ra một cái độ sền sệt, một cái độ nhớt gì đó. Còn với dạng SB thì nó sẽ là một cái dạng bột mịn tơi hơn, và bột này nó sẽ tan hoàn toàn trong nước nha. Có nghĩa có thể hiểu là độ tan của dạng SB nó tốt hơn WB và nó có thể tan nhanh hơn đó khi mà chúng ta hòa vào nước. Hòa do cùng và là dạng bột cho nên thì cái khuyết điểm nó cũng sẽ y chang như WB nha quý vị. Tuy nhiên thì trong cái thực tế thì chúng ta sẽ không có gặp cái dạng SB này nhiều, nó chỉ tồn tại một vài sản phẩm nào đó thôi. Còn nếu như gần đây thì bà con mình có chọn giải pháp của Mekong Agri thì chúng ta sẽ thấy là chúng tôi có kinh doanh một cái dòng dạng SB, đó là cái Gibberellin 40%, thì chúng ta cũng sẽ có gặp dạng này đó. Thì bà con khi mà gặp dạng SB chúng ta chỉ nhớ là đây là dạng bột dễ bay nên né gió ăn cái rồi nó tan tốt, rồi đơn giản như thế thôi. Rồi kính thưa quý vị, một cái dạng gắn cuối cùng mà chúng tôi cập nhật trong video này đó là dạng WG. Thì với cái dạng này thì hầu như không xa lạ gì với bà con chúng ta rồi, nhưng mà nó sẽ có một cái đặc tính rất là thú vị mà nhiều người hỏi là ủa sao cái dạng này mình sử dụng cái nó dung tích nó nhỏ quá vậy, có nghĩa là bà con mình chỉ sử dụng cho gói vài gram cho một bình thôi đó, thì như vậy thật sự thì cái hiệu quả nó sẽ như thế nào. Thì kính thưa bà con, có thể nói là trong số những cái dạng thuốc ở dạng gắn thì WG đây là một cái dạng mà nó sẽ có một cái kỹ thuật gia công phức tạp hơn. Chính vì vậy thì với những cái đơn vị mà đủ khả năng để sản xuất những cái thuốc ở dạng WG này thì thường thì họ sẽ làm cho cái chất lượng tốt nhất để đảm bảo được cái chất lượng sản phẩm để cho người sử dụng chúng ta lựa chọn, và đó cũng là điều mà họ luôn hướng tới ha, bởi vì những cái sự đầu tư về máy móc cho cái dạng này khá là phức tạp và tốn kém. Rồi như vậy thì dạng WG thì cái thói quen của bà con chúng ta gọi là thuốc dạng cớm, thì cũng đúng quý vị, là do cái thành phẩm này chúng ta sẽ thấy là khi mà chúng ta xé gói thì trong đó thì nó sẽ là những cái kích thước viên đó, viên có thể là viên tròn, viên dài dài gì đó, thì đó là dạng giống như một cái hạt cớm đó. Và cái cách tan của cái những cái thành phẩm này thì nó sẽ phân rã và sau đó nó sẽ khuếch tán nhanh trong nước. Phân rã có nghĩa là những cái viên cớm này nó sẽ thấm nước và sau đó nó sẽ rã ra và nó sẽ khuếch tán đến những cái vị trí trong dung dịch đó mà chưa có thuốc, có nghĩa là tự động nó sẽ làm. Và nếu như bà con mình tự thử nghiệm nha, chúng ta lấy một cái ca hay cái gì đó mà nó hơi trong trong để chúng ta có thể nhìn thấy, mà bà con mình đổ cái thuốc vào trong đó ở trên bề mặt thì tự động nó sẽ phân rã và nó khuếch tán đều hết trong cái ca đó mà chúng ta không cần lắc. Nhưng mà có thể là thời gian nó cần thì đâu đó khoảng chừng 2 phút ha để nó hòa tan. Rồi như vậy thì chúng ta sẽ thấy là dạng WG đây là một cái dạng thuốc mà gần đây chúng tôi khuyến cáo bà con mình rất là nhiều trong cái việc mà chúng ta quản lý ở giai đoạn giao hoa hoặc là mang trái non, bởi vì những cái dạng thuốc này thì nó cho khả năng hấp thu khá là tốt quý vị, có thể gọi là trong số những cái dạng gắn thì WG tương đối dễ sử dụng hơn, hiệu quả cao hơn khi ở cùng nồng độ và cái liều lượng khuyến cáo. Và nếu như gần đây thì bà con mình có chọn một số cái sản phẩm quản lý gầy của Mekong Agri thì chúng ta thấy có Thiamethoxam 35% cũng là dạng WG, hoặc là trước đó thì bà con mình sử dụng cái Bimetrogyl 65% cũng là dạng WG. Thì đây là những cái sản phẩm mà chúng tôi đang hướng tới để chia sẻ những cái kinh nghiệm trong kể cả quản lý giai đoạn cơ đọt cho đến giai đoạn ra hoa và cả cả giai đoạn mang trái. Rồi kính thưa bà con, thì mình sẽ chuyển sang một số cái dạng thuốc ở dạng lỏng nha. Dạng lỏng thì đầu tiên là chúng ta sẽ nói tới dạng dung dịch SNL và NL. Thường là bà con mình sẽ gọi là dạng dung dịch bởi vì chúng ta khi mà chúng ta nhìn vào cái chai thuốc của cái dạng NL và SNL thì đó là một cái dạng lỏng hoạt động nhất. Đó, cho nên bà con mình thường sẽ gọi là dung dịch ha. Thì trong cái từ để mà dịch ra tiếng Việt của mình thì nó gọi là dạng thuốc đậm đặc tan trong nước. Như vậy thì khi mà ở dạng thành phẩm thì dung dịch của những cái hoạt chất này nó sẽ ở trong điều kiện trong suốt hoặc là màu nó hơi đục một tí, nhưng mà khi chúng ta hòa vào nước thì nó sẽ lập tức trở thành một cái dạng dung dịch thật, và nếu như chúng ta đã pha đúng nồng độ rồi thì chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng. Và thường dạng dung dịch thì người ta sẽ cần có một cái dung môi để giúp cho các hoạt chất nó hòa tan tốt. Tuy nhiên thì bên cạnh đó cũng có một số cái hoạt chất ở dạng
chưa thành phẩm của nó ở dạng hoạt chất thôi mà chúng ta hòa tan vào trong nước thì cũng có thể hòa tan hoàn toàn và cũng có thể áp dụng khuyến cáo ngay. Nhưng mà thật sự thì thôi, trong thành phẩm thì chắc chắn thì đâu đó họ cũng sẽ có những cái dung môi để giúp cho cái khả năng hòa tan được tốt, nhanh, để tiết kiệm cái thời gian pha thuốc của bà con chúng ta. Và thường thì có một cái điều đặc biệt là ở dạng dung dịch này thì bà con sẽ thấy là chủ yếu là cho cái nhóm kháng sinh. Kháng sinh thì bà con mình sẽ thấy giống như là casuramycin này, valiracin chẳng hạn. Chúng ta nhìn thấy SNL hay là dạng NL thì đều là dung dịch cả. Và nếu như chúng ta có sử dụng cái sản phẩm của Mekong Agi về cái sản phẩm quản lý gầy thì bà con sẽ thấy là có imidacloprid 20% cũng là dạng SNL. Nếu như có ai đã sử dụng cái này rồi thì bà con cũng sẽ thấy được cái màu đồng nhất của cái dạng dung dịch trong cái imidacloprid 20% này. Rồi kính thưa bà con, một cái dạng lỏng tiếp theo nữa, tuy gọi là dạng lỏng ha, nhưng mà trong chuyên môn thì có nhiều người đây gọi là dạng gắn á. Nhưng mà thôi, nhưng mà khi mà chúng ta nhìn qua một cái sản phẩm nào mà ở dạng oxy thì thường là nó sẽ chúng ta nhìn vô đó nó kẹo kẹo đục đục hay gọi là quyền phù đó, thì bà con mình thường sẽ gọi là dạng sữa, bởi vì chúng ta nhìn vô thì nó có một cái màu trắng đục. Đa số sản phẩm nha, chứ không phải là sản phẩm nào cũng màu trắng đục hết quý vị. Nhưng mà đa số nhiều sản phẩm bà con mình đang sử dụng thì nó sẽ có một cái màu hơi trắng sữa đó, thì chúng ta gọi đây là dạng quyền phù đậm đặc ha, quyền phù đậm đặc có nghĩa là cái dung dịch bột mà mình sử dụng pha WKB ra đó, đó cũng là một cái dạng tạo quyền phù, nhưng mà ở dạng Oxy thì nó là đậm đặc luôn. Bởi vì tại sao chúng ta gọi là dạng gắn, cái gì dạng Oxy thì nó là những cái hạt rất là nhỏ mà chúng ta không thể thấy được bằng mắt thường, và nó liên kết với nhau thông qua những cái phụ gia khác để nó tạo ra cái quyền phù này. Và chúng ta không thể nào sử dụng cái dạng này ở dạng để đi nguyên vậy để phun là không thể nha, chúng ta buộc phải pha vào nước đó. Cho nên là bà con sẽ thấy là Oxy là hầu như là không có khuyến cáo để như vậy để quét vào cây đằng kia là không có nha, chúng ta buộc phải pha vào nước đó. Như vậy thì ở thành phẩm á, thì nó sẽ là một cái dạng quyền phù ổn định, có thể có từ một cho đến nhiều hơn những cái hoạt chất, và chúng ta buộc phải pha vào nước thì mới sử dụng được. Thì Oxy sẽ gọi là một cái công nghệ khá là tiên tiến quý vị, bởi vì cái sản phẩm ở dạng Oxy thông thường sẽ có cái tính ổn định tốt và chất lượng rất là cao đó, nên đây cũng có thể gọi là có thể là ở những nhà máy có đầu tư tốt thì họ mới sản xuất ở dạng Oxy hiệu quả cao. Và có thể nâng cấp hơn để chúng ta hiểu, quyền phù đậm đặc mà phân tán tốt trong nước thì đây có nghĩa là người ta đang áp dụng rất là nhiều những cái phụ gia để hỗ trợ cho cái dạng Oxy này, cái dung dịch chứa hoạt chất ở dạng Oxy nó sẽ tốt hơn trong cái điều kiện phun xịt, thì người ta sẽ sử dụng bằng cách là nghiền những cái hạt nhỏ này ra thành một chất lỏng đó, và sẽ sử dụng một cái chất hoạt động bề mặt để tạo ra dạng phân tán gắn lỏng và nó bền vững ổn định. Chính vì vậy thì chất lượng của dạng Oxy cao, và chúng ta đã nói có những cái kích thước hạt rất là nhỏ cho nên thì cái bề mặt lá cây trồng sẽ rất là dễ hấp thu thông qua lỗ khí khổng, hoặc là nó có thể thẩm thấu qua những cái tế bào của cây trồng, ví dụ như là tế bào của thân cây, tế bào của hoa cánh hoa, hay là tế bào của trái chẳng hạn. Thì chính vì vậy thì bà con mới thấy là dạng Oxy thường sẽ được khuyến cáo rất là nhiều ở những cái giai đoạn nhạy cảm, ví dụ như là ra hoa hoặc đậu trái. Đương nhiên việc này nó cũng sẽ tùy theo hoạt chất, nhưng mà thường là dạng Oxy sẽ được khuyến cáo nhiều hơn. Và ngoài ra thì dạng Oxy cũng sẽ là một cái dạng mà nó cho cái khả năng hấp thu tốt, chính vì vậy thì nó không có tồn tại lâu ở cái điều kiện bên ngoài, chính vì vậy thì cái khả năng gây ngộ độc cho cái cây trồng của mình nó giảm đi, cho nên chúng ta mới có thể khuyến cáo được ở giai đoạn ra hoa và đậu trái. Và có thể nói là đây là một cái công nghệ tiên tiến nếu như mà chúng ta áp dụng đầy đủ tất cả những cái chất phụ gia để hỗ trợ cho Oxy phát triển tốt. Thì về cái yếu tố môi trường bảo vệ sức khỏe con người thì Oxy sẽ có những cái ưu điểm tốt hơn. Thì có thể là bà con mình hiểu nôm na là như thế để chúng ta có những cách mà chúng ta lựa chọn cái hoạt chất ở thời điểm sắp tới. Rồi kính thưa quý vị, có thể nói là trong dạng lỏng thì phổ biến nhất chính là dạng EC, thì hầu hết cho đến thời điểm này với tôi nghĩ với bà con nào mà chúng ta đã có sử dụng phun xịt cho cây trồng mình là chắc chắn đã gặp dạng EC rồi đó. Thì thường bà con mình sẽ gọi là dạng nhũ dầu ha, nhũ dầu, và chúng ta thấy thường là cái dung dịch của nó giống như là một cái dung dịch dầu vậy đó đó, nhưng mà trong cái từ chuyên môn người ta sẽ gọi là thuốc sữa đậm đặc. Bởi vì khi bà con mình sử dụng cái dầu này chúng ta đưa vào trong nước thì nó lập tức nó sẽ chuyển sang màu trắng đục, là chúng ta gọi là dạng sữa đó. Như vậy thì thành phẩm của nó thì nó sẽ ở một cái dạng lỏng đồng nhất cho từ hoạt chất cho đến dung môi và phụ gia luôn, có nghĩa là rất là nhiều phụ gia dung môi để hỗ trợ hòa tan cái dạng dầu này,
thì nó đều có một màu duy nhất mà thôi. Khi chúng ta pha vào nước thì nó sẽ trở thành một cái nhũ tương. Nhũ tương có nghĩa là bà con mình sẽ thấy là nó sẽ có một cái lớp dầu trong đó, chúng ta thấy là dầu với nước nó hòa trộn vào nhau thì nó gọi là nhũ tương. À, bởi vì cái dạng sữa này thì người ta sẽ dùng để gia công cho những cái hoạt chất mà ở dạng dầu đó. Dạng dầu người ta tạo ra một cái dung dịch thuốc sữa đậm đặc, khi bà con mình pha vào nước thì lúc đó là cái dung dịch nước và cái thuốc bảo vệ thực vật, cái dầu đó nó sẽ hòa trộn vào nhau thì người ta gọi cái đó là nhũ tương ha, để cho bà con mình dễ mường tượng ra. À, kính thưa bà con, thì với cái dạng EC này thì thường này nó sẽ có một cái dung môi hòa tan và các chất hóa sữa để giúp cho cái dạng dầu EC này nó lon chảy đều và nó bám dính tốt trên cái bề mặt thân lá cây trồng và giúp cho cây trồng hấp thu được tốt hơn. À, đây là một cái đặc tính về ưu điểm của dạng EC. À, tuy nhiên thì cũng chính vì cái đặc tính bám và có một cái lớp dầu ở bên trên bề mặt lá cây trồng. À, chính vì vậy thì bà con sẽ thấy là đây sẽ là một cái dạng mà khi mà chúng ta phun tăng liều hòa tan không kỹ hoặc là trong điều kiện khắc nghiệt, ví dụ như nắng nóng chẳng hạn, thì có khả năng nó sẽ ảnh hưởng đến cây trồng nhiều hơn. Và EC là một cái dạng thuốc khá là phổ biến trên thị trường, đặc biệt là với những cái loại thuốc quản lý côn trùng từ sâu gầy cho đến nhện, thì chúng ta thấy là EC là phổ biến nhất ha. Cho nên thì về kinh nghiệm sử dụng thuốc EC thì bà con lưu ý tuy nó lon chảy tốt để hỗ trợ cho cây trồng quản lý dịch hại tốt hơn, nhưng mà chúng ta thứ nhất là không nên tăng liều, thứ hai là nên phun trong điều kiện thời tiết mát mẻ và phải pha kỹ ha, để tránh cái sự ảnh hưởng của dạng EC với cây trồng của mình, bởi vì chắc chắn là chúng ta sẽ gặp cái dạng thuốc này. Rồi, kính thưa quý vị, thì có thể là trong thực tế chúng ta sẽ gặp rất là nhiều những cái dạng thuốc khác nữa. À, cũng có thể là nó cùng nhóm với những cái dạng này thôi, nhưng mà cái ký hiệu nó có thể khác đó. Cho nên là nếu như mà bà con mình gặp một cái dạng thuốc khác đó, thì mình hỏi người bán này đây là dạng gì đó, thì mình sẽ biết là nó sẽ giống một cái dạng nào đó mà chúng ta đã nói tới ngày hôm nay rồi. Thì mình có thể chia ra hai nhóm, đó là dạng gắn thì chúng ta sẽ có dạng WB, dạng bột, và dạng SB, bột tan hoàn toàn trong nước, và dạng WG đó. Thì đây là những cái ưu điểm của cái dạng gắn, thì chúng ta thấy là WB thì nó sẽ có tính bám dính và phụ gia của nó có chất hoạt động bề mặt, cho nên đây sẽ là một cái loại thuốc ưu điểm mạnh về khả năng tiếp xúc bên ngoài. SB đây là dạng tan hoàn toàn trong nước, có thể là độ tan của nó sẽ tốt hơn dạng WB. Và SB thì nó có ít sản phẩm, cho nên thì việc này nó sẽ phụ thuộc là cái hoạt chất đó là hoạt chất đang quản lý đối tượng dịch hại nào đó, thì chúng ta mới nói cụ thể được. Dạng WG thì do nó sẽ có một cái độ tan cực kỳ tốt và cái sự phân tán lại, cho nên thì nó sẽ cho khả năng hấp thu tốt và cái hiệu quả cao, và đặc biệt thường là sẽ là những cái hoạt chất ở dạng lưu dẫn thì nó sẽ tồn tại ở dạng WG đó. Đó, đây là để cho bà con chúng ta để ý nha. Rồi, với dạng lỏng thì chúng ta đang nói tới EC nhũ dầu, đây là nhóm phổ biến nhất và đặc tính của nó là lon chảy và nó ở bên ngoài bề mặt, cho nên nhóm này sẽ mạnh về khả năng tiếp xúc đó. Dạng dung dịch thì có thể là cái độ tan nó tốt hơn, nó lành tính hơn so với EC một tí xíu, nhưng mà thường đây là dạng kháng sinh, cho nên thì kháng sinh thì cũng không khuyến cáo phun trong những cái giai đoạn nhạy cảm, dù những giai đoạn qua hoặc là trái non, hoặc là bà con mình nên kiềm chế một cái nồng độ nhất định nào đó để ít ảnh hưởng nhất ha. Rồi, dạng mà có thể lành tính nhất đó là dạng SC. Dạng này thì nó sẽ cho khả năng hấp thu của cây trồng tốt và khả năng phân tán rất là tốt ha, cho nên thì nó sẽ ít ảnh hưởng nếu mà chúng ta có lỡ tăng liều hoặc là gặp một cái điều kiện thời tiết bất lợi, thì cái dạng SC này nó sẽ lành tính hơn. À, như vậy thì đây sẽ là 6 cái dạng thuốc đang phổ biến trên thị trường. Rồi, như vậy thì ở đây bà con mình có thể để ý với dạng gắn thì đang phổ biến nhất là WB, và chúng ta lưu ý về cái ưu điểm của nó. Và thứ hai đó là WG để chúng ta lưu ý về cái ưu điểm của nó. Dạng lỏng EC là phổ biến nhất và chúng ta lưu ý về cái ưu điểm của nó. Và dạng thứ hai đó là dạng SC, chúng ta cũng lưu ý về cái ưu điểm của nó. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu về cái cách phối. Thường thì nếu như không có gì thay đổi và trong những cái nguyên tắc tuân thủ về tính kỹ nhau và tuân thủ nguyên tắc bốn đúng, đúng loại thuốc quản lý đối tượng, đúng liều lượng khuyến cáo của nhà sản xuất, phun đúng lúc và chúng ta phun đúng cách, thì chúng ta có thể cộng hầu hết tất cả những cái sản phẩm đã ngoại trừ nguyên tắc kỹ nhau. Thì 6 dạng này hay là một số dạng khác chưa được nói ở đây, bà con mình cứ phối với nhau bình thường thông qua những cái mà chúng tôi đã chia sẻ trong nhiều video trước, là chúng ta phối theo liều lượng như thế nào, cái nào tăng, cái nào giảm, đặc tính của thuốc lưu dẫn tiếp xúc vị độc xông hơi như thế nào, hiệu lực kéo dài lưu dẫn bao nhiêu ngày, hiệu lực tiếp xúc bao nhiêu ngày, và áp lực dịch hại đó có nhất thiết phải cộng hay không. Khi bà con mình đã tìm hiểu hết tất cả những video đó
và ngày hôm nay bà con mình tìm hiểu được cái dạng thuốc này nữa, thì loại trừ luôn nguyên tắc kỹ nhau trong video về những cái hoạt chất kỹ nhau nữa, thì chúng ta cứ cộng với nhau bình thường và không cần quan tâm dạng thuốc đó. Tới đây để bà con mình hiểu là cái sự đơn giản trong cái sự phối thuốc rồi. Nhưng khi mà đã có dạng thuốc, mỗi một cái dạng thuốc nó sẽ có một cái ưu điểm riêng của nó, thì trong cái việc phối khi dịch hạ cao, chúng ta sẽ tận dụng được cái ưu điểm của cái dạng thuốc đó để nó giúp cho cái dung dịch thuốc được hoạt động tốt hơn và giúp cho cây dòng chúng ta hấp thu tốt hơn. Và nếu như bà con mình biết được cái việc này nữa thì sẽ giúp cho cái chất lượng phun nó tốt hơn, mặc dù là chúng ta chọn thuốc giống nhau nhưng mà cái chất lượng phun của mỗi người, mỗi cách xử lý nó sẽ khác nhau. Rồi vậy thì chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu về cái việc đó. Kính thưa quý vị và quý bà con, thì ở đây chúng ta sẽ điểm lại. Chúng ta có thuốc ở dạng gắn và chúng ta cũng có thuốc ở dạng lỏng. Mỗi một cái dạng thuốc nó sẽ có cái ưu điểm riêng của nó. Và trong cái quá trình phun thuốc thì bà con mình có thể xem xét chúng ta cộng cái dạng gắn và dạng lỏng khi áp lực dịch hạ cao. Đó, như vậy thì chúng ta cơ bản sẽ phối như thế nào. Ở đây bà con chúng ta lưu ý, khi bà con mình xem về cái video về áp lực dịch hạ cao thì chúng ta cộng thuốc như thế nào, chúng ta phải xem lại nha. Như vậy thì chúng ta sẽ có ít nhất hai sản phẩm. Một sản phẩm là sẽ mạnh về bên trong, có nghĩa là nó sẽ đi vào bên trong hiệu quả hơn đó. Một sản phẩm sẽ mạnh về mặt ngoài, có nghĩa là tiếp xúc bên ngoài đó. Như vậy thì ngày hôm nay dạng thuốc chúng ta cũng sẽ biết được là dạng thuốc nào ưu điểm khi vào trong và dạng thuốc nào nó sẽ ưu điểm khi ở ngoài đó, thì chúng ta xác định được rồi. Thì ở đây bà con mình sẽ thấy WG là nó hấp thu tốt và nó phân tán lại đó, cho nên nó đi vô trong rất là tốt. Rồi cái anh vô trong tốt thứ hai là gì? Dạng SC, hấp thu tốt, phân tán tốt đó. Thì nếu như mà WG và SC mà dạng lưu dẫn nữa thì chắc chắn khả năng đi vào bên trong rất là tốt và hiệu lực kéo dài rất tốt và sẽ không sợ ảnh hưởng trong cái điều kiện thời tiết mưa sau đó khoảng 2 tiếng đồng hồ đó. Đây là những cái ưu điểm của nó, thì đây là những cái thằng đi vào bên trong. Và nếu như ở dạng SL mà dạng là kháng sinh thì bà con cũng sẽ thấy đây là những cái hoạt chất mà có khả năng nổi hấp tốt, cho nên chúng tôi cũng sẽ tính là đây là những hoạt chất đi vào bên trong. Rồi dạng bám bên ngoài thì nhìn vô cái đặc tính của nó bà con mình biết rồi, bám dính thì phải ở ngoài mới bám dính được, chất hoạt động bề mặt cũng sẽ giúp cho cái việc phân tán của cái dung dịch hoạt chất ở trên bề mặt lá tốt hơn, hoặc là nó sẽ phân tán trong cái dung dịch bình phun tốt hơn. Dạng EC là dạng nhũ dầu, là nó lon chảy ở phía bề mặt bên ngoài, cho nên nó sẽ ưu điểm khi mà nó phát triển cái dung dịch đó trên bề mặt lá. Cho nên đây sẽ gọi là hai dạng thuốc mạnh về cái việc bám ở bên ngoài đó. Còn dạng SB thì nó sẽ ít sản phẩm, cho nên thì chúng ta sẽ phụ thuộc vào cái thuốc nó đang chứa hoạt chất gì. Còn quản lý côn trùng và thuộc nhóm tiếp xúc thì nó cũng có khả năng tiếp xúc tốt, thì chắc chắn độ tan của cái dạng bột tan hoàn toàn trong nước này cũng sẽ cho cái khả năng hấp thu tốt thôi. Cho nên thì cái dạng này chúng ta sẽ không nhắc ở đây, tại vì nó không có nhiều sản phẩm. Rồi như vậy thì khi bà con chúng ta phối thì chúng ta phối như thế nào đây? Rồi bà con mình sẽ tận dụng cái ưu điểm của từng loại để chúng ta kết hợp lại với nhau. Ví dụ như chúng ta chọn WG là hoạt chất lưu dẫn đi. Ví dụ như mình chọn thiamethoxam 35% dạng WG, thì bà con sẽ thấy là cái sự hấp thu tốt là nó đi vào bên trong và khả năng lưu dẫn. Vì có phải là chúng ta chọn thuốc lưu dẫn thì nó thiếu thuốc tiếp xúc đúng không? Thiếu cái khả năng bám bên ngoài, thiếu cái khả năng tiếp xúc bên ngoài để knock out những cái đối tượng dịch hại khác. Thì dù chúng ta chọn lon chảy là EC, nó sẽ chảy bề mặt lá bên ngoài. Thì ví dụ như lúc này chúng ta chọn Gofenofort 45% dạng EC, thì cái nhũ dầu của Gofenofort nó sẽ giúp cho cái dung dịch thuốc, kể cả Gofen, kể cả thiamethoxam, nó sẽ lon đều trên bề mặt lá. Và sau đó thì thiamethoxam nó sẽ được cái khả năng hấp thu vào bên trong nhanh hơn, và cái Gofenofort nó sẽ tiếp xúc ở phía mặt bên ngoài, hoặc là khả năng Gofenofort cũng sẽ thấm sâu vào bề mặt lá. Như vậy thì rõ ràng chúng ta đang tận dụng được cái ưu điểm của EC để hỗ trợ cho cái dung dịch thuốc đó hiệu quả hơn. Và đương nhiên WG nó vẫn làm đúng nhiệm vụ của nó, là nó nhờ EC phân tán nó ra đều trên bề mặt lá và sau đó nó sẽ hấp thu vào bên trong nhanh hơn. Đó, thì đây là chúng ta đang tận dụng cái ưu điểm của những cái dạng thuốc. Và đương nhiên bà con mình lưu ý nha, lúc nãy chúng ta có chia sẻ là chúng ta cộng như thế nào để quản lý dịch hại tốt, thì dạng nào cộng dạng nào cũng được cả. Nhưng mà nếu như chúng ta hiểu về cái ưu điểm của từng dạng để chúng ta kết hợp lại với nhau trong một lần phun và chúng ta biết cách lựa chọn thì nó sẽ hiệu quả. Ví dụ như đơn cử trong trường hợp này,
Nếu như còn phenofosfat là ở một cái dạng thuốc khác bà con mình cộng vẫn được mà, đúng không? Nhưng mà nếu mà dạng OC cộng sẽ hiệu quả hơn. Đó, ví dụ như thế. Rồi một cái ví dụ thứ hai, nếu như bà con mình chọn dung dịch lưu dẫn đó là dạng SC, ví dụ như chúng ta chọn hexaconazole chẳng hạn đi, đó. Rồi thì chúng ta có thể chọn một cái thuốc khác ở dạng WKB để nó bám bên ngoài, đó. Bám bên ngoài sao? Tại WKB thì phụ gia nó có sẽ có chất hoạt động bề mặt. Cái chất hoạt động bề mặt này khi nó đi vào cái dung dịch phun mà khi kết hợp hai hoạt chất lại, nó sẽ làm sao cho cái hoạt chất bám đều lên trên bề mặt lá cả. Đó. Như vậy thì hexa nó sẽ được cái chất hoạt động bề mặt này kéo cả hexaconazole và cái metaxin đi ra phủ bề mặt lá cả. Rồi sau đó nó sẽ lưu dẫn vào bên trong. Còn nếu như chúng ta không chọn metaxin mà chúng ta chọn mancozeb chẳng hạn cũng được. Thì mancozeb cũng là một cái dạng bột WKB và nó có chất hoạt động bề mặt thì nó sẽ giúp cho cái hexa phủ đều hơn trên bề mặt lá. Rồi sau đó cây trồng nó sẽ hấp thu hexa đi vào bên trong và nhiệm vụ của mancozeb là sẽ bám dính bên ngoài. Như vậy lúc này chúng ta đang chọn gì? Một giải pháp đi vào bên trong và một giải pháp tồn tại bên ngoài, có nghĩa là nội công và ngoại kích, đúng không? Cái này thì chúng tôi đã chia sẻ cho bà con mình rất là nhiều video trước đây đó. Thì rõ ràng chúng ta tận dụng được cái ưu thế của mỗi một cái dạng thuốc. Như vậy thì trên cơ sở chúng ta phối thuốc theo nguyên tắc tránh kỵ nhau là chúng ta đã phối được rồi, nhưng mà chúng ta hiểu rõ về đặc tính cái ưu điểm của từng dạng thuốc thì chúng ta phối nó sẽ càng hiệu quả hơn, và đôi khi cái việc giảm liều hay là giảm chi phí cũng sẽ được xem xét trên những cái dạng thuốc này đó, để bà con mình tận dụng kể cả từ hiệu quả cho đến cái chi phí cho mỗi lần phun. Rồi kính thưa bà con, thì chúng tôi sẽ cập nhật thêm một cái thông tin nữa, thì cái này thì chắc là một số bà con chúng ta đã có quan tâm, đó là nếu như ở cùng một cái hoạt chất và cùng một nồng độ hay là cùng một hoạt chất như quý vị, chứ chúng phải là chúng ta so sánh là những cái dạng khác nhau mà những hoạt chất khác nhau thì nó sẽ không đúng. Đương nhiên cái việc này nó sẽ phụ thuộc vào đặc tính của hoạt chất đó như thế nào. Nhưng nếu như một sản phẩm, một hoạt chất và ở cùng một nồng độ giống nhau nhưng mà nó tồn tại ở những dạng thuốc khác nhau thì cái độ ảnh hưởng nó sẽ khác nhau, bởi vì nó phụ thuộc vào cái phụ gia. Ví dụ như chúng ta có thể thấy là trong cái cơ bản mình sử dụng thì mình thấy là dạng OC, nhũ dầu là dạng có thể gây nóng và dễ ảnh hưởng đến lá non nhất, đúng không? Dễ nám trái non nhất. Rồi thứ hai đó là tới dạng bột, những cái bám bên ngoài, những cái lon chải bên ngoài thì khi nó gặp thời tiết bất lợi, ví dụ như nắng nóng chẳng hạn nè, đó, hoặc là chúng ta tăng liều, hoặc là cái sự hòa tan của mình không được tốt, hoặc là ở cuối đáy bình phun nó cũng còn lắng cặn hay là cái một số thông tin khác thì OC và WKB dễ ảnh hưởng hơn. Nhưng nếu như cũng cùng nồng độ đó, cùng hoạt chất đó mà nó ở dạng WKG và dạng SC thì nó sẽ hấp thu vào bên trong tốt hơn, độ tan tốt hơn thì nó sẽ ít ảnh hưởng cây trồng hơn. Đó thì thường là bà con sẽ gọi là cái thuốc đó nó mát hơn. Như vậy thì giai đoạn bông trái thì thường bà con mình sẽ tập trung chúng ta chọn cái WKB và dạng SC. Nhưng mà không phải chúng ta chọn như thế thì EC và WKB không được phun vào giai đoạn bông trái, thì không phải. Thì chúng ta đã nói là nó sẽ phụ thuộc vào cái đặc tính của hoạt chất đó. Nếu hoạt chất đã mát rồi thì chúng ta chọn EC hay WKB gì chúng ta hòa tan tốt thì nó cũng hoàn toàn không ảnh hưởng gì cả. Chúng ta vẫn phun chiều mát, không gặp nắng nóng, hòa tan tốt bình thường. Thì bất cứ một cái dạng nào mà khi mà hoạt chất đó mát thì chúng ta phun đều hòa cả. Đó. Ở đây này nó nói rõ hơn để cho bà con chúng ta tự tin ha, để thôi mốt rồi không có dạng WKG, không có dạng SC thì lấy WKB lấy EC thì lại không dám phun cho giai đoạn mang qua, thì nó không phải như thế. Rồi, đây là một số khuyến cáo để an toàn hơn cho những cái giai đoạn nhạy cảm như là ra hoa và đậu trái thôi. Thì chúng tôi sẽ cho bà con mình một số ví dụ để chúng ta rõ hơn cho cái việc này. Rồi, ví dụ rõ nhất thì bà con sẽ thấy là cái imidazoxit hiện nay thì nếu như trong một cái quá trình sử dụng qua biết bao nhiêu năm qua thì bà con nào có kinh nghiệm nhiều chúng ta sẽ để ý là imida nó đã có dạng SNL là 20%, giống như cái dạng mà chúng tôi đang phân phối hiện nay. Đó là dạng SNL, dạng dung dịch. Nhưng nó cũng có dạng WKB 20%. Đó, nó cũng có dạng bột này và thậm chí hiện nay là bột nhiều hơn nữa. Đó. Rồi, sau này thì lại có tới dạng WKG, dạng cốm lên tới 70%. Đúng không? Nhưng mà nếu như bà con mình phun giai đoạn hoa thì bà con sẽ thấy là dạng dung dịch thì nó ảnh hưởng có thể là ít, nhưng mà nếu mà dạng WKB mà hòa tan không kỹ là độ ảnh hưởng cao hơn rất là nhiều. Vậy rõ ràng chúng ta thấy rằng ở cùng một hoạt chất, cùng một nồng độ là 20%. Nhưng WKB sẽ ảnh hưởng lớn hơn so với đang là nhưng mà không phải là cả hai không ảnh hưởng, nhưng mà mức độ ảnh hưởng của WKB có thể gọi là cao hơn. Nhưng mà ở một cái nồng độ khác
WG và lên tới 70%, có thể cao hơn rất là nhiều so với dạng WB và dạng RNL, nhưng mà mức độ ảnh hưởng của nó cũng sẽ tương tự như thế đó, khi bà con mình sử dụng WG. Như vậy có phải rằng WG mà cùng nồng độ với mấy bạn này thì WG có phải ảnh hưởng thấp nhất không? Mặc dù nồng độ nó cao hơn rất là nhiều lần nhưng mà cái mức độ ảnh hưởng nó cũng chỉ là như thế thôi đó. Như vậy thì rõ ràng chúng ta thấy là ở dạng WG thì cái mức độ ảnh hưởng của nó khi ở cùng một hoạt chất, cùng một nồng độ thì sẽ thấp hơn so với những cái dạng như là WB hoặc là dạng EC đó. Đây là một cái ví dụ để cho con thấy. Rồi cái thứ hai khác biệt không quá rõ thì chúng ta sẽ thấy là phosgene aluminium, đây là một cái hoạt chất mà có dạng WB và có luôn dạng WG và cùng một cái nồng độ là 80%, thì rõ ràng kể cả WB và WG hầu như là không ảnh hưởng. Có thể là nó mẫn cảm với một số cây trồng nào đó ở một cái giai đoạn hoa à, nhưng mà trên cơ bản quản lý thông thường thì WB và WG đều hiệu quả tốt cả và không có ảnh hưởng nhiều. Nhưng WG sẽ được chọn nhiều hơn cho cái giai đoạn mà đang nhạy cảm, ví dụ như là ra hoa, đậu trái đó, những giai đoạn non tơ đó thì cái WG rõ ràng là cho cái độ hấp thu vào bên trong nhanh hơn. Cái hiệu quả hấp thu như đó thì nó sẽ giảm được cái sự ảnh hưởng của môi trường, ví dụ như nắng nóng hoặc là trong điều kiện mưa chúng ta chọn WG nó hấp thu nhanh hơn thì để giảm khả năng rửa trôi, ví dụ như sau đó khoảng chừng 30 phút 1 tiếng gì đó mà mưa thì rõ ràng cái dạng WG nó sẽ đi vào bên trong nhanh hơn so với dạng WB đó. Tại đây là một số thông tin về cái sự khác biệt để cho bà con mình thấy được cái hiệu quả giữa những cái dạng thuốc khác nhau. Rồi nếu như ai biết về hoạt chất đạo ôn thì chúng ta sẽ nắm rất là rõ cái việc này gần đây cho cái GC-Lizone, một cái hoạt chất phổ biến nhất trên thị trường hiện nay cho cái bệnh đạo ôn, thì bà con sẽ thấy là gì, hiện nay chúng ta đang sử dụng hai dạng là dạng SE. Dạng SE thì đây là một cái dạng mà nó gần giống như dạng EC quý vị, có thể gọi là một cái nhũ tương nhưng mà SE thì là 40% nhưng mà WKB của Chesedron là 75%. Thì nếu như SE mà bà con mình phun tăng liều hoặc là chúng ta phun chồng lối thì vẫn có khả năng gây trái chớp lá lúa đúng không? Đó là dạng đặc thù của cái dạng SE hoặc là dạng EC nhũ dầu thì có ảnh hưởng. Nhưng mà nếu như WKB chúng ta có tăng liều mặc dù là 75% nhưng mà mức độ ảnh hưởng nó sẽ không bằng SE của 40%. Ví dụ vậy thì rõ ràng chúng ta thấy là cái sự chênh lệch giữa cái nồng độ nhưng mà về cái dạng thuốc nó cũng có ảnh hưởng nhất định nào đó. Đương nhiên cái việc này nó cũng sẽ liên quan tới cái phụ gia để làm giảm cái ảnh hưởng của từng công ty mà họ lựa chọn. Và gần đây nhất thì bà con sẽ thấy được gì, GC-Lizone cũng là GC-Lizone nhưng mà chỉ cần 35% thôi và nó ở dạng SC thì có thể là hiệu quả nó có thể là tương ứng không có khác biệt quá nhiều so với những cái dạng khác mà có cái hàm lượng lớn hơn đó. Bởi vì SC này nó sẽ cho khả năng hấp thu tốt hơn, cái đi vào bên trong nhanh hơn thì nó sẽ giảm được cái sự ảnh hưởng ở bên ngoài khi mà gặp điều kiện nắng nóng hoặc là cái sự rửa trôi nào đó thì nó sẽ không ảnh hưởng nhiều, bởi vì SC nó sẽ ưu điểm hơn và người ta chỉ cần cái nồng độ khoảng 35% thôi thì cho dù có tăng liều một tí xíu thì nó cũng sẽ ít ảnh hưởng hơn so với cái sự tăng liều của dạng SE và dạng WKB đó. Thì đây là một số cái ví dụ để cho bà con mình thấy là ở cùng một hoạt chất nồng độ khác nhau và dạng thuốc khác nhau thì cái sự ảnh hưởng và cái hiệu quả của nó sẽ khác nhau đó. Chính vì vậy thì khi mà chúng ta hiểu về dạng thuốc và chúng ta tận dụng được cái ưu điểm của từng dạng và khi chúng ta phối lại với nhau thì chắc chắn cái dung dịch phun đó nó sẽ mang một cái chất lượng tốt hơn so với cách phối bình thường. Rồi kính thưa quý vị và quý bà con, thì đây sẽ là một số thông tin về những cái dạng thuốc bảo vệ thực vật đang phổ biến trên thị trường mà buộc chúng ta phải hòa tan với nước trước khi chúng ta áp dụng cho cây trồng của mình, và một số ưu điểm của từng nhóm dạng thuốc để khi mà chúng ta phối lại với nhau thì nó sẽ cho một cái ưu điểm tối đa nhất cho cái dung dịch phun của mình. Mong rằng đây sẽ là một cái video mà sẽ giúp cho bà con chúng ta pha thuốc hiệu quả hơn. Đầu tiên chúng ta sẽ nói tới là phối thuốc giảm liều. Giảm liều có nghĩa là chúng ta bớt thuốc lại, có nghĩa là chúng ta sử dụng ít hơn đó. Thì điều kiện là gì, hai loại thuốc sẽ cùng một đối tượng quản lý, ví dụ như là cùng quản lý sâu, cùng quản lý gầy hoặc là một cái nhóm bệnh nào đó thì nó sẽ có một cái loại thuốc nó làm nền chính thì cái thuốc này sẽ không giảm liều, và cái loại thuốc phụ để hỗ trợ thì nó sẽ giảm liều, thì lúc này chúng ta gọi là phối thuốc có giảm liều. Lưu ý hai loại thuốc nên có những cái đặc tính và tác động khác nhau.
dạng thuốc khác nhau và không cùng nhóm để chúng ta quản lý tính kháng, và đồng thời cái sự phối hợp đó nó mới tạo ra cái giá trị về hiệu quả tốt nhất. Còn nếu mà chúng ta phối cùng loại, cùng dạng, cùng nhóm với nhau thì chúng ta phối như thế thì nó không có ý nghĩa về cái hiệu quả của gì đó. Cho nên thì đây là cái điều kiện. Như vậy thì chúng ta sẽ cụ thể một cái ví dụ mà Mekomagi sẽ làm cho bà con mình xem. Ví dụ chúng ta đang nói tới cái áp lực gầy xanh cao. Thường thường thì áp lực gầy xanh mà cao thì chúng ta sẽ không chọn một loại thuốc, mà chúng ta có thể chọn hai loại thuốc, thì cái này mình cũng đã nói rất là nhiều rồi. Ví dụ như chúng ta chọn sản phẩm chủ lực, đó là chích thuốc MGA chứa thiamethoxam. Đây là dạng lưu dẫn. Đó, mình thấy nó lưu dẫn cho nên là khả năng vị độc và tiếp xúc của nó sẽ không mạnh, thì chúng ta sẽ có xu hướng là chúng ta chọn thêm một cái loại thuốc tiếp xúc vị độc để hỗ trợ tiêu diệt nhanh. Đó, ví dụ gì. Rồi, đây là dạng cốm WG. Liều lượng khuyến cáo đang là 100g cho một phi 200 lít. Đó, thì đây là một sản phẩm. Nhưng mà áp lực dịch hại cao, tôi sẽ chọn thêm một sản phẩm nữa. Lúc này chúng tôi chọn là MAMKA. Trong đó chứa amametin và margin. Đây là hai nhóm tiếp xúc vị độc thẩm thấu tại vị trí và có thể knock out sau gầy nhanh hơn một chút so với cái lưu dẫn. Rồi, dạng nhũ dầu để chi? Dễ kết hợp với dạng WG thì nó sẽ cho cái hiệu quả cộng gộp mạnh hơn. Đó, liều đang khuyến cáo là 100 cho đến 200ml cho 1 phi 200 lít. Rồi, tới đây nắm rõ rồi. Như vậy thì bây giờ cái nào sẽ là cái để mình giảm liều? Bây giờ phối là có phối, quyết định phối hai loại này đó, nhưng mà cái nào giảm liều đây? Đó, như vậy thì chúng ta sẽ phải chọn. Rồi, chúng ta sẽ chọn. Bây giờ áp lực gầy như thế này, chúng ta chọn chích thuốc làm chủ lực để hiệu lực kéo dài. Đó, như vậy thì chúng ta sẽ chọn chích thuốc MGA làm chính, và chúng ta giữ liều của nó. Giữ liều khuyến cáo là 100 cho phi 200 lít thì mình giữ y nguyên cái liều đó. Rồi, cái bạn được phối thêm nè, cái bạn thuốc hỗ trợ này sẽ là cái bạn giảm liều 50%. Thì đây là một cái ví dụ lựa chọn nha quý vị, chứ không phải lúc nào cũng giảm liều 50%. Quý vị có thể giảm 30%, hoặc nếu mà trong áp lực cao có thể không giảm cũng được. Thì chút xíu nữa chúng ta sẽ có nói tới vấn đề này. Rồi, ví dụ trong điều kiện này chúng tôi chọn là giảm liều 50%. Thì lúc này 1 phi 200 lít chỉ còn khoảng 50 cho đến 60ml thôi, chứ nó không phải là 100 như 120 giống như lúc nãy nữa. Rồi, như vậy thì cái kết hợp này chúng ta gọi là phối thuốc có giảm liều. Có nghĩa là trong hai loại sẽ có một loại giảm liều, thì gọi là phối giảm liều. Mục đích giảm liều này là chi? Cái chi phí nó tiết kiệm hơn. Nhưng mà phối cả hai loại, trong đó có nhiều hoạt chất, nhiều dạng thuốc và nhiều cơ chế tác động khác nhau, thì nó sẽ cho cái hiệu quả quản lý trên cái đối tượng nó được trọn vẹn và hiệu quả cao hơn. Đó là cái mục đích của chúng ta, nhưng chúng ta cũng phải xem xét cái chi phí đó. Rồi, đây là một cái thông tin nữa để cho quý vị chúng ta nắm rõ về cái việc phối thuốc mà có giảm liều. Rồi, bây giờ chúng ta phối thuốc nhưng mà lại giữ liều. Cái này quan trọng nha quý vị, tại vì cái này quý vị mình làm nhiều nè. Đó, làm nhiều. Điều kiện là gì? Khi mà chúng ta phối nhiều loại thuốc lại với nhau mà vẫn giữ y nguyên liều của nó thì sao? Đó là mỗi một loại thuốc nó sẽ quản lý những cái đối tượng khác nhau, nó không liên quan gì nhau cả thì đâu có giảm liều được. Chừng nào mà nó cộng lại để nó quản lý cùng một đối tượng thì mình giảm. Còn cái này là những đối tượng khác nhau, cho nên thì nền thằng nào lấy nó làm việc, cho nên là không được giảm liều. Và chúng ta chỉ kết hợp để chúng ta tiện công phun xịt hơn. Trên cơ sở là những loại thuốc này khi cộng nhau không thuộc nhóm kỹ nhau nha quý vị, thì chúng ta mới có thể phối hợp được. Và cái việc này là cái việc chúng ta làm rất là thường ha. Thì cái này chúng ta nhắc lại một cái ví dụ để chúng ta dễ hình dung. Đây, đương nhiên rồi, cái chuyện mà thuốc sâu cộng thuốc bệnh là cái câu chuyện mà chúng ta làm hàng tuần, hàng tháng. Đó, chúng ta quản lý nấm bệnh phổi rộng chẳng hạn, dùng hexaconazole nấm phổi rộng, rồi liều khuyến cáo 500ml trên phi 200 lít. Chúng ta phun cho toàn bộ vườn cây của mình là quản lý bệnh. Rồi, bây giờ cũng có gầy thì tôi cộng thêm thuốc gầy thì đâu có giảm liều hơn nào được. Nhiệm vụ của ông này là ổng giải quyết nấm bệnh, ổng đâu giải quyết gầy. Đó, cho nên là ổng vẫn phải giữ liều của ổng để ổng giải quyết nấm bệnh. Còn ông gầy này có gầy thì nhiệm vụ của ông là thuốc gầy thì ông phải phun thôi, chứ ông đâu có giảm liều được. Đó, thì đó là chúng ta kết hợp những sản phẩm mà có nhiệm vụ khác nhau trong cùng một lần phun, trên cơ sở là không thuộc nguyên tắc kỵ nhau thì chúng ta kết hợp lại. Cái việc này đang sử dụng phổ biến, cho nên là đừng bao giờ hỏi mình là thuốc sâu thuốc bệnh cộng lại thì có giảm liều hay không anh. Đương nhiên là không, bởi vì thằng nào quản lý bệnh là quản lý bệnh, thằng nào quản lý sâu là quản lý sâu. Cộng lại là để tiện công lao động chứ không hoàn toàn không giảm liều gì cả. Đó, để khẳng định cho quý vị chúng ta lưu ý. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ có một cái nữa là chúng ta phối thuốc nhưng mà liều rất là cao. Liều cao đây là chúng ta không giảm liều, tại vì nếu mà giảm liều nó thành liều thấp rồi.
thì lúc này chúng ta sẽ tốn rất là nhiều chi phí, cho nên là quý vị sẽ phải nắm rõ phần này. Đó, điều kiện áp dụng là gì? Chúng ta kết hợp các loại thuốc liều cao để quản lý nhiều dịch hại nặng nha, nhiều dịch hại nặng nên là mới không giảm liều được. Các loại thuốc có thể quản lý cùng đối tượng hoặc khác đối tượng, nghĩa là sao? Trong này có thể là có hai ba loại thuốc, nhưng mà trong đó có hai loại thuốc là nó quản lý cùng có một loại bệnh một thôi, hoặc là nó cùng quản lý con gà xanh, hoặc là nó cùng quản lý một con bọ chỉ hay là một cái con nhện đỏ gì đó, bởi vì cái áp lực lúc đó nó quá cao thì vẫn phối hai loại thuốc và vẫn giữ liều luôn, và đồng thời vẫn có thể cộng với một cái loại thuốc quản lý đối tượng khác nữa là bình thường, bởi vì trên vườn của mình đôi khi nó sẽ diễn ra là một cái dịch hại đó nặng buộc chúng ta phải sử dụng hai loại thuốc với dịch hại đó, rồi đồng thời chúng ta phải phun phổ rộng trên những cái đối tượng khác nữa thì vẫn có trường hợp này diễn ra đó. Đương nhiên vẫn trên cơ sở là phối để mà tiện công lao động và chúng sẽ không thuộc nhóm kỹ nhau đó. Và một cái lưu ý rất rõ, do cái phương pháp áp dụng này thì cái chi phí nó sẽ rất là cao đó, cho nên là bà con mình cần phun kỹ và đủ cái lượng nước để chúng ta quản lý dịch hại tốt, bởi vì cái chi phí lần này nó rất là cao ha, bởi vì mình không có giảm liều được. Rồi chúng ta sẽ cụ thể cái trường hợp như thế này quý vị. Đây, ví dụ như bây giờ chúng ta đang nói tới một cái áp lực bệnh nào đó nặng thì chúng ta sẽ chọn hai loại thuốc chẳng hạn ha. Rồi hai loại thuốc thì Hesa liều nắm giữ y nguyên không giảm, rồi Metalaxin liều 100 g trên 200 lít giữ y nguyên luôn không giảm luôn, bởi vì bệnh nặng quá, cho nên thì cộng hai thằng này lại hoặc hai loại này đều giữ liều đó. Thì đây là chúng ta hiểu về cộng hai loại thuốc bệnh để quản lý một cái đối tượng bệnh nào đó nặng và chúng ta giữ liều. Rồi đồng thời trên vườn lúc này cũng có gậy thì mình cộng thuốc gậy vô, thì vậy thì bên đây là quản lý bệnh thì nhiệm vụ nó là phải quản lý bệnh rồi, còn bên đây là quản lý gậy thì phải cộng ông gậy này vô, thì ông gậy này cũng không được giảm liều đó. Thì lúc này chúng ta cũng sẽ cộng tới ba loại và không có loại nào giảm liều cả, qua cái nhiệm vụ của hai ông này là giải quyết một cái áp lực dịch hại nặng đó. Chúng ta đang chú trọng tới việc này cho nên mình phải tốn nhiều tiền để cộng hai loại thuốc bệnh lại với nhau đây đó, và đồng thời có áp lực của dịch hại khác thì chúng ta kết hợp luôn để chúng ta tiện công lao động đó. Thì đây là cách chúng ta hiểu là chúng ta đang phối thuốc liều cao không giảm liều. Rồi một trường hợp nặng hơn nữa, ví dụ trường hợp này có thể là thi hữu ít gặp nhưng mà vẫn có, quý vị, có nghĩa là bây giờ trên trên giường là vừa có bệnh nặng mà vừa có sâu gây nặng luôn, cả hai đều có. Ví dụ như đang ra một cơ đợt non đó, gầy quản lý không được, sâu ăn lá nó tấn công luôn, và đồng thời thì bệnh trái lá nó cũng tới, ví dụ vậy đi, thì lúc này chúng ta vẫn cộng hai loại thuốc bệnh không giảm liều và chúng ta cũng sẽ cộng thuốc sâu gầy không giảm liều, chỉ có nghĩa là lúc này có tới 4 sản phẩm và tất cả các sản phẩm đều không giảm liều đó. Thì đây là một cái để nói cho quý vị mình thấy. Đương nhiên thì trên vườn này nó ít gặp cái trường hợp này, bởi vì gặp trường hợp này chúng ta sẽ tốn rất là nhiều chi phí, còn nếu mà chúng ta quản lý tốt theo từng dịch hại thì không đến mức mà chúng ta phải cộng 4 sản phẩm lại với nhau mà không có cái nào giảm liều hết thì không tới đâu quý vị. Nhưng mà đây là một tình huống để cho quý vị biết, nếu như trong tình trạng kể cả thuốc sâu gầy cùng với thuốc bệnh mà áp lực đều nặng hết thì chúng ta vẫn có cái phương pháp để phối hợp như thế này. Rồi kính thưa bà con, thì sẽ có một cái nữa, đó là cái lượng nước phun. Thường thì bà con sẽ thấy là cái khuyến cáo bao nhiêu lít đến bao nhiêu lít trên 1 hecta, thì chúng ta hỏi là ậu mình chọn cái lượng nước nhiều quá vậy thì nó có bị loãng thuốc hay không. Rồi kính thưa bà con, thì trên cơ sở là chúng ta sẽ không thay đổi cái lượng thuốc, bởi vì người ta có khuyến cáo là cụ thể là cái lượng thuốc đó là bao nhiêu trên 1 hecta rồi đó, thì với cái lượng nước đó thì người ta có thể chọn liều ít nước hoặc là liều nước nhiều để làm chi, nó thay đổi đó là tùy. Ví dụ như những cái dịch hại mà nó nặng như bệnh thán thư hay là nhện đỏ gẹp sáp thì người ta tăng cái lượng nước lên để cái khả năng tiếp xúc với nấm bệnh và tiếp xúc với gẹp sáp nhện đỏ nó cao hơn thì khả năng tiêu diệt nó lớn hơn, nhưng mà lượng thuốc thì nó vẫn vậy. Rồi còn những cái dịch hại cục bộ mà nó tùy theo vị trí, ví dụ như gầy xanh này, thì nó chỉ xuất hiện ở trên khu vực lá non thôi, gầy cánh phấn thì nó xuất hiện theo chòm, nấm hồng thì nó chỉ xuất hiện trên những cành và trong thân, ngoài lá ít, đốm gông thì ngoài lá, còn trái lá do hay nhóc Sonia Solani chẳng hạn thì nó chỉ có một ổ ở một cái vị trí nào đó trên cây thôi đó, ví dụ vậy. Thì lúc đó người ta chỉ cần tập trung nước vào những cái vị trí và những cái bộ phận đó là đủ, thì đôi khi lúc như vậy thì người ta sẽ không cần cái lượng nước nhiều mà người ta chỉ cần một cái lượng nước thấp thôi đó. Thì đây là cái cách để người ta nhìn nhận là với cái đối tượng dịch hại nào và cái áp lực nó ra sao, người ta sẽ chọn một cái lượng nước phù hợp trên cơ sở là cái lượng thuốc vẫn giữ y nguyên như thế. Rồi chúng ta sẽ đi tới cái ví dụ này để cụ thể hơn.
Rồi chúng ta sẽ ví dụ như là cái lượng thuốc khuyến cáo đây là 300 cho đến 500 gram cho 1 hectare đi. Đó, mà lúc này cái lượng nước đang khuyến cáo mình là như 400 cho đến 600 lít. Như vậy thì quý vị hỏi là à bây giờ mình chọn cái lượng thuốc này rồi mình đưa lên tới 600 lít thì mình có cần tăng thuốc lên nữa không? Tại vì mình không tăng mà mình pha lên tới 600 lít thì nó lỏng liều quá. Mà trong khi bình thường phun có 400 mà. Đó thì lúc này nó dụ như từ hai phi thuốc mà tăng lên tới 3 phi mà cái lượng thuốc nó vẫn vậy thì có lỏng không? Thì kính thưa quý vị, cái này là nó vẫn nằm trong cái khuyến cáo của nhà sản xuất thì chúng ta không có lo lắng. Người ta cho rằng cái lượng thuốc lỏng đến mức độ đó tăng lên tới lượng nước này thì để cái khả năng nước nó tiếp xúc vào cái đối tượng dịch hại nó được tốt hơn thì nó sẽ quản lý hiệu quả hơn. Trên cơ sở là với cái liều đó là nó vẫn hoạt động tốt. Trừ khi là quý vị làm lỏng hơn so với cái liều khuyến cáo nữa thì lúc đó chúng ta mới so sánh, mới lo lắng về cái việc là cái hiệu quả nó có còn hay không. Đó. Còn nếu mà chúng ta tăng nước theo cái khuyến cáo của nhà sản xuất thì có thể là đương nhiên với cái liều ở 600 lít thì nó sẽ lỏng hơn so với cái liều ở 400. Nhưng mà nó lỏng nằm trong cái độ cho phép và với cái lượng nước đó thì có khả năng tiêu diệt dịch hại tốt hơn. Thay vì ở dưới này liều nó cao nhưng mà lượng nước nó ít quá thì cái khả năng tiêu diệt dịch hại nó lại không bằng cái liều ở 600 lít nhưng mà lỏng hơn. Đó, thì đó là những cái nghiên cứu của nhà sản xuất mà người ta đã quy định như thế. Thì quý vị chúng ta cứ tự tin chúng ta làm. Đó. Ví dụ như chúng ta chọn nước ít thì dẫn lấy cái liều khuyến cáo đó cho phi 200 lít. Đó, rồi chúng ta phun 2 phi có nghĩa là 400 lít nước. Rồi. Nếu mà chúng ta chọn nước nhiều cho tình trạng dịch hại cao, vẫn là số lượng thuốc đó nhưng mà chúng ta sẽ pha với lượng nước nhiều hơn, nhiều nhất theo cái khuyến cáo đó. Đơn giản như là như thế để chúng ta tự tin hơn trong cái quá trình mà chúng ta chọn cái lượng nước mà chúng ta phun. Nếu bà con cần tư vấn kỹ thuật và thăm vườn, bà con có thể liên hệ ngay 4 số điện thoại đang hiển thị trên màn hình để được hỗ trợ tận tình và chi tiết các thông tin về sản phẩm cũng như cách sử dụng và kỹ thuật cây trồng. Bà con có thể đặt hàng trực tiếp qua các số điện thoại trên video, Mekong Mari giao hàng trên toàn quốc. Ngoài ra, bà con có thể đặt hàng qua website mekongmari.com hoặc website phunthuocttudong.com. Sản phẩm hiện đã có mặt trên các sàn thương mại điện tử như Shopee, Lazada và Sendor. Bà con có thể dễ dàng tìm kiếm tên sản phẩm bất kỳ kèm thương hiệu Mekong Mari và đặt hàng nhanh chóng. Mọi thắc mắc trong quá trình đặt hàng trên Shopee, Lazada và Sendor, bà con hãy liên hệ ngay 3 số điện thoại trên đây để được hỗ trợ. Ngoài ra, để tìm hiểu ngắn gọn thông tin về các sản phẩm của Mekong Mari, bà con đừng quên nhấn vào nút đăng ký kênh Mekong Mari bán hàng để theo dõi kênh. Cảm ơn quý bà con đã luôn đồng hành và tin tưởng bộ sản phẩm của Mekong Mari trong thời gian vừa qua. Kính chúc quý vị và quý bà con sức khỏe và canh tác tốt. Xin chào và hẹn gặp lại quý bà con trong các video tiếp theo.